tiếp đó lại chỉ chỉ đường nghi, này là gia sự của phu thê chúng ta, ta ngủ với nàng thiên kinh địa nghĩa, ai cũng nói không được cái gì, người tốt nhất đừng nhiều chuyện, bằng không tự ước lượng hậu quả đi. Dứt lời phất tay áo rời đi, đợi người rời đi, bảo kiếm của đường nghi trở vào vỏ, quay đầu lại hỏi. Bệ hạ, người không sao chứ? Huyền vi yên lặng lắc đầu, thân sắc của đường nghi phức tạp, bỗng than thở. Mặc dù xúc sinh kia nói là người tức giận, nhưng nói cũng không sai, một khi đến kinh thành tế quốc, bệ hạ thế đơn lực bạc, mà hắn có thể sử dụng rất nhiều thế lực, thật sẽ bất lợi với bệ hạ, kinh thành tế quốc không phải đất dụng võ của Tây Môn Tiên Sinh, chỉ sợ Tây Môn Tiên Sinh cũng không giữ được ngươi. Bệ hạ, Tây Môn Tiên Sinh vẫn muốn mang ngươi rời đi, việc đã đến nước này, theo Tây Môn Tiên Sinh đi đi. Huyền Vi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ dễ dàng thả ta đi sao? Đường Nhi, bọn hắn biết bệ hạ sẽ không rời đi, cho nên trông giữ không nghiêm, chỉ cần bệ hạ nguyện ý rời đi, còn có thể triệu tập một vài người phối hợp, Tây Môn Tiên Sinh hẳn có biện pháp mang người đi. Huyền Vi lắc đầu, đã muộn, ai cũng không đi được. Các nước đều muốn bắt đến danh sách ám điệp của vụ phủ, rời đi đại quân che chở, chắc chắn sẽ bị các quốc gia vây bắt. Đường Nhi than thở, bệ hạ, nếu người sớm ủy quyền rời đi, sẽ không có phiền phức này. Bệ hạ, không thể cứu vãn, nếu như thực không được liền giao ra danh sách cầu tự tại đi, cũng có thể không phụ một mảnh thâm tình của Tây Môn Tiên Sinh. Huyền Vi lộ vẻ bi phẫn, về quốc hủy ở trong tay ta, ta sao có thể bỏ đi không thèm để ý, phàm là có một tia hy vọng, ta nên tận lực tranh thủ. muội tử, người đừng khuyên nữa, ý ta đã quyết. Đường Nhi im lặng một hồi, bỗng thấp giọng nói, bệ hạ, Thượng Thanh Tông ta không thể lại đi theo bệ hạ rồi. Huyền Vi ngơ ngác, sau đó khổ sở nói, có thể cùng ta đi đến hiện tại, Thượng Thanh Tông đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến mức độ này, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, lúc trước ta cũng bảo các ngươi không nên quay lại, nhưng hiện tại ngươi đi, bọn hắn sẽ thả ngươi rời đi sao? Đường nhi, vừa nãy ta đã giao thiệp với quân tề, tên tuổi của trượng phu băng tuyết các các chủ vẫn có chút tác dụng. Huyền vi hỏi, thượng thanh tông nhiều người như thế, có thể đi nơi nào? Đường nhi, trước dấu bệ hạ, đã lặng lẽ liên hệ với Tống Quốc, sư huynh ngụy đa đã vì thượng thanh tông tìm được đường lui. Huyền vi nắm lấy tay nàng, vậy thì mau chóng rời đi đi. Đường nhi, không gấp, hiện tại đi, ta không yên lòng bệ hạ, chờ Tây môn tiên sinh trở về lại đi cũng không muộn. Huyền Vi hiểu ý tứ của nàng, sợ hảo thừa lại đến tìm phiền phức, dặn dò sự tình vừa nãy đừng báo cho Tây môn, bằng không Tây môn dưới cơn nóng giận sẽ xảy ra chuyện. Đường Nhi yên lặng gật đầu. Nếu như có khả năng mà nói, giúp ta khuyên nhủ Tây môn. Đường Nhi sững sờ. Tây môn tiên sinh làm sao? Huyền Vi lắc đầu, hắn không có làm sao, ta chỉ hy vọng ngươi có thể khuyên hắn rời ta. Đường Nhi kinh ngạc, vào giờ phút này. Tây Môn Tiên Sinh sao sẽ rời bệ hạ. Nếu ngay cả Tây Môn Tiên Sinh cũng rời đi, chẳng phải bệ hạ càng nguy hiểm. chương 1868, Thái học Đô Đốc. Huyền Vi, nếu hắn đi tới Tề Kinh với ta, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đường Nhi đã hiểu, đáp ứng nàng. Đợi Tây Môn Tình không trở về, Đường Nhi nói rõ ý muốn rời đi. Tây Môn Tình không tỏ ra đã hiểu, biết Đường Nhi không giống hắn, không thể chỉ vì cá nhân, mà phải vì Tông Môn cân nhắc, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, không thể xử trí theo cảm tính tây môn tình không chỉ nói đi đường cẩn thận đường nhi do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra tiên sinh cảm thấy bệ hạ sẽ đi theo ngươi sao tây môn tình không im lặng hiện tại sự tình nàng muốn làm nhất là phục quốc đường nhi minh bạch đối phương rất rõ ràng trước mắt huyền vi sẽ không theo hắn đi đã như vậy lẽ nào tiên sinh không có cân nhắc qua rời đi sao tây môn tình không không ta sẽ không rời nàng đường nhi không thể cứu vãn phục quốc gian nan biết bao, nếu như tiên sinh rời đi, có lẽ bệ hạ còn có thể không kiêng rẻ gì, nếu như tiên sinh ở đây, bệ hạ sẽ hành sự bất tiện, người hiểu ý tứ của ta không? Tây môn tình không trầm mặc, nhưng vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không rời nàng, ta không có tác dụng gì, không giúp được nàng cái gì, duy nhất có thể làm, là mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ giúp nàng. Đường nhi lo lắng, vạn nhất bệ hạ làm sự tình ngài không muốn nhìn thấy, làm sao lo liệu. Tây môn tình không, Nàng không muốn ta thấy, ta coi như không thấy, chỉ cần nàng cao hứng là được. Đường Nghi vô ngữ, thực không biết nên nói cái gì cho phải, nàng đã nhắc nhở rất rõ ràng. Nàng cảm giác về quốc bị diệt đã có chút để Huyền Vi tẩu hỏa nhập ma, thậm chí từ thái độ của Huyền Vi có thể nhìn ra Huyền Vi vì phục quốc sẽ làm những chuyện điên rồ gì. Đi địa phương khác, quốc gia khác sẽ không cho Huyền Vi đất dụng võ, nhưng Tề quốc không giống, trưởng phu của nàng là hoàng tử Tề quốc, Huyền Vi rất có khả năng sẽ lấy cái này động thủ. Trước mắt quốc gia khác đều ngồi xem bên này giao chiến, chỉ có Tề quốc cùng Tấn quốc đấu sức, Huyền Vi y nguyên ảo tưởng mượn lực lượng Tề quốc thu hồi đất đai bị mất. Tề quốc bất diệt, sợ là Huyền Vi sẽ không chịu rời đi. Chính vì như thế, Huyền Vi sợ là rất khó chống cự Hạo Thừa, sợ là sớm muộn gì cũng sẽ đi theo Hạo Thừa, sẽ cùng Hạo Thừa giữ gìn mối quan hệ, thậm chí sinh con cho hắn. Từ Huyền Vi bảo nàng khuyên Tây môn tình không rời đi, nàng liền mơ hồ ý thức được, Huyền Vi rất rõ ràng đi kinh thành Tề quốc sẽ phát sinh cái gì, có chút sự tình sợ là không cách nào tránh khỏi, nhưng nàng sẽ mượn cái này kích thích lên dục vọng quyền lực của hạo thừa, từ đó lợi dụng hắn phục quốc. Mà có Tây Môn Tình không, huyền vi khó làm ra chuyện tình xin lỗi Tây Môn Tình không, Tây Môn Tình không vừa đi, nàng sẽ không kiêng rẻ gì nữa. Có lẽ cũng là lo lắng hạo thừa không dùng được Tây Môn Tình không, lo lắng Tây Môn Tình không sẽ gặp nguy hiểm. Nói tới mức độ này, nàng cũng nhìn ra, Tây Môn Tình không không ngốc, có thể nghe hiểu nàng ám chỉ, chỉ sợ Tây Môn Tình không cũng ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Nhưng Đường Nhi Thực không đành lòng nhìn hắn như vậy, đường đường đan bảng đệ nhất cao thủ, làm sao đến mức như vậy, không nhịn được nhắc nhở lần nữa. Bệ hạ đã không phải lúc trước, đã rơi vào trong chấp niệm, khó có thể tự kiềm chế. Tây Môn Tình không, đều là ta sai, là ta vô dụng, không giúp được nàng, bằng không nàng sao sẽ đi tới một bước này. Đường Nhi bất đắc dĩ, than thở, có lẽ nam nhân nên có chút giá tâm mới đúng, bằng thực lực của tiên sinh không nghĩ qua sáng tạo một môn phái, tạm gác lại thân hữu dụng, nói không chắc ngày sau có thể giúp đỡ nàng. Tây môn tình không, ta không có đầu óc đó. Những năm này, nếu như ta không ở bên người nàng, chỉ có hai kết cục, hoặc là trở thành tay chân của người khác, hoặc ẩn cư núi rừng. Đường trưởng môn, chân tâm thích một người, là không dễ dàng thả xuống như vậy. Không khuyên được, đường nhi không biết có nên nói hắn ngốc hay không, có lẽ bản thân cũng hy vọng có thể gặp phải một nam nhân ngốc đối xử với mình như vậy. Trầm mặc một lúc, cuối cùng nhắc nhở, đừng dễ dàng rời nàng, hạo thừa có khả năng sẽ gây bất lợi cho nàng. Đến đây hết lời, tạm biệt, hy vọng hữu duyên còn có thể gặp, thượng thanh tông tùy thời hoan nghênh tây môn tiên sinh đến. Trung Quy vẫn ẩn giấu sự tình hạo thừa làm với huyền vi. Tây môn tình không gật đầu, lên đường bình an, đường nhi xoay người rời đi, cách đó không xa, đám người thượng thanh tông đang chờ nàng, xoay người lên ngựa, dẫn mọi người ầm ầm rời khỏi thảo nguyên bao la. Tây môn tình không đứng ở trên cao nhìn theo vũ lịch năm thứ ba, tấn quốc diệt vệ, vệ quốc phong, nhanh chóng sụp đổ. Đến nay, vệ quốc nhét vào bản đồ tấn quốc, tấn quốc một bên chuẩn bị chiến tranh, một bên khống chế kho lúa của vệ quốc. Vì cấp tốc củng cố kho lúa, khôi phục hư hao sau chiến tranh, tấn hoàng thái thúc hùng phái ra đại lượng quan viên đi vệ quốc nhậm chức, trước kia thiệu bình ba để điểm những học trò kia, phần lớn bị thái thúc hùng sai đi, đều hơi có đề bạt phân công. Thái Thúc Hùng cũng công khai công lao của Thiệu Bình Ba, muốn trọng dụng, nhưng thiệu bình ba chỉ nhận công không nhận thưởng thiệu bình ba cực tuyệt quần thần phụ họa sự tình này bị nhớ nhưng cử động không tranh quyền của thiệu bình ba giành được hảo cảm của quần thần rốt cục để quần thần yên tâm bởi vậy những học trò bị phái đi vệ địa kia của thiệu bình ba cũng không bị người làm khó dễ nể mặt tình cảm trong ngày thường vãng lai hiếu hảo quần thần xem như khá chiếu cố những học trò kia của thiệu bình ba học trò gặp phải sự tình gì thiệu bình ba sẽ mang theo công chúa đăng môn bái phóng các đại thần cũng rất dễ nói chuyện nhưng thái thúc hùng lại phẫn nộ hắn vừa ý là năng lực của thiệu bình ba nhưng thiệu bình ba lại không chịu hành động lẽ nào có lý đó nhưng thiệu bình ba cứ như vậy làm gì được nhau chẳng lẽ vì vậy mà chém con rể bất đắc dĩ sau khi bình tĩnh thái thúc hùng quyết định mở trường mệnh danh là thái học lệnh thiệu bình ba làm thái học đô đốc toàn diện phụ trách chủ tính thiết lập sự tình thái học lần này thiệu bình ba lại không chối từ lĩnh mệnh làm ngay bất quá trước khi lĩnh mệnh rất khúc chiết hoặc là không làm muốn làm thì làm thái học đô đốc cả đời. Chỉ cần hắn dụng tâm làm tốt, thái thúc hùng không có ý kiến gì, chẳng qua sau này có sự tình khác hắn tiện thể kiêm luôn là được. Đối với chuyện này, quần thần cũng vui cười hớn hở, thiệu bình ba lại muốn đi làm tiên sinh dạy học, chức vụ nhàn tản như vậy, lại nguyện ý cả đời làm tiên sinh dạy học, quần thần cũng không có gì không muốn, vui vẻ tán thành. Sự tình cứ như thế định ra, thiệu bình ba thành thái học đô đốc cả đời của Tấn Quốc. Đến lúc này, thiệu bình ba có sự tình để làm, khắp nơi vơ vét lão sư có sở trường giáo dục, không hỏi đến triều chính, cả ngày bận rộn sự tình này. Nam Châu, trong tính thất, như hữu đạo đang tu luyện bị quấy dày, tay cầm tình báo, xem xong cười khổ. Ta nói làm sao trung thực như vậy, nguyên lai có dự định khác. Gia hỏa này, thật là một đời nhân kiệt, có ánh mắt vượt qua thời đại này, đoán chừng cũng là bị bước ra a. À. Quản phương nghi kinh ngạc, thái học đô đốc không phải một tiên sinh dạy học sao. Có thể có quyền lực gì, có lợi hại như ngươi nói sao. Nưu Hữu Đạo hỏi ngược lại, "Ta để ngươi quan tâm những học trò kia của hắn, ngươi cảm thấy năng lực thế nào?" "Quản Phương Nghi, đích xác không tệ, phần lớn đã bị Thái Thúc Hùng điều động tới vệ địa nhậm chức." "Nưu Hữu Đạo, này là được rồi, đã gây nên Thái Thúc Hùng chú ý, chỉ sợ này cũng là khởi nguyên của thái học." Các nước lập đi lập lại chiến loạn, sự tình ai cũng không nghĩ tới, Thái Thúc Hùng làm sao đột nhiên nghĩ tới mở trường, hơn nữa là lấy lực lượng quốc gia đi mở trường, sau lưng cái này khẳng định có nhân tố của Thiệu Bình Ba. Chương 1869, cái loạn thất bát tao gì một. Triều đình tấn quốc đều vui vẻ nhìn, vậy mà không ai ngăn cản, cũng chính là nói, không có một người nhìn ra mưu đồ lâu dài của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu có kinh nghiệm phương diện này, nên làm như thế nào, hắn bắt đầu sẽ rất nhanh. Chờ xem đi, sẽ rất nhanh, chờ người hắn tuyển ra đều được trọng dụng, chờ đến thời điểm Thái thúc hùng phân công quan lại địa phương bắt đầu thiên hướng dùng học sinh trong thái học, các đại quan trong triều đoán chừng đều sẽ đẩy con em nhà mình vào thái học. Con cháu nhà mình đều thành học trò của Thiệu Bình Ba, học nghiệp tiền đồ đều nắm ở trong tay Thiệu Bình Ba, ai cũng phải cung kính, còn ai dám dễ dàng đắc tội hắn sao? Thời chiến, sau khi công thành cướp đất, chính là thời điểm đại lượng dùng người, quan lại đổi mới rất nhanh, thiên hạ lại thiếu người tài, hơi có chút năng lực đều rất dễ dàng được lợi, lúc trước Tống Quốc La Chiếu, thời điểm nhận chức đại đô đốc mới mấy tuổi. Người Tấn Quốc vội vàng giành chính quyền, nhưng Thiệu Bình Ba thì trốn ở sau lưng bận rộn gieo hạt hắn không ngừng ra sức chồng người tất nhiên sẽ có người tài được trọng dụng chờ một vài năm sau triều đình đổi mới mặc kệ hệ phái nào đại thể đều là học trò của thiệu bình ba hắn quan viên địa phương cũng phần lớn là môn sinh của hắn sẽ là cái hậu quả gì tấn quốc đánh xuống địa bàn càng lớn lực ảnh hưởng của hắn lại càng lớn cái này gọi là không đánh mà thắng nói đến buồn cười bị giả vô quần bức lại hắn ép lên con đường này ra hỏa kia thật là nhân tài Quản phương nghi đối với cái này không có cảm giác gì, trà trà hai tiếng. Sự tình người khác không thấy, nhưng đạo gia ngươi nhìn thấu, xem ra vẫn là đạo gia của chúng ta lợi hại. Trong lời nói có ý trêu chọc, ai, như hiểu đạo không nhịn được buông tiếng thở dài, có mấy lời không thể nói, nếu không phải có kiến thức của một thời đại khác, hắn còn thật xem không hiểu thiệu bình ba đang làm gì. Vệ quốc bị diệt, tần quốc cũng gấp, tuy trong nước thu được một mùa lương thực, nhưng bởi vì ác tính tuần hoàn mà đã vào được thì không ra được có thể cảm giác được Hàn Quốc và Yên Quốc ở sau lưng nhìn chằm chằm. Suốt cục, Ngọc Thương lại động thủ với Mã Trường An. Mã Trường An bước theo gót chân của Điền Chính Ương, La Chiếu trực tiếp thăng nhiệm thành tần quốc đại tư Mã, chủ bị quân ngũ, tiếp tục chiến sự. Lăng Tiêu Các, gương mặt trưởng môn quan cực thái bình tĩnh. Phùng Quan Nhi tới tìm hắn, hy vọng Lăng Tiêu Các có thể giúp La Chiếu. Vì chiến sự, tần quốc giết liền hai chủ tướng, được biết La Chiếu phát binh cũng không thể đánh hạ Tây Bình Quan, Phùng Quan Nhi lo lắng la chiếu an toàn, đến cầu lăng tiêu các. Quan Nhi, người đang nói mơ sao, kia là sự tình của Tần Quốc, mà la chiếu đã bảo ngươi, có liên quan gì tới ngươi. Loại sự tình này là ngươi có thể can thiệp sao, quan cực thái phất tay áo rời đi, không có thời gian để ý. Phùng Quan Nhi cũng âm u rời đi, sau khi rời lăng tiêu các, nàng muốn đi về Tần Quốc, nhưng ở trên đường lại bị người lăng tiêu các bắt về. Lăng tiêu các vốn không muốn để ý nàng chết sống, nhưng nàng là cháu gái của trưởng môn tiền nhiệm tham dự sự tình loạn thất bát tao này rơi ở trên tay người khác mà nói sẽ để lăng tiêu các khó xử cuối cùng lăng tiêu các giam lỏng nàng ở kinh thành tống quốc trong tĩnh thất nghiêu hữu đạo tay cầm mật thư của viên cương mặt quặm lại viên cương đi rồi trong thư nói được biết phùng quan nhi bị giam lỏng hắn đi tống kinh biết nghiêu hữu đạo sẽ ngăn cản nên lặng lẽ rời đi mang đi một con phi cầm cỡ lớn người đi sau một ngày mới phát hiện lưu thư Viên Cương ra vào bên này tự do, hiện tại truy cũng không kịp. Trước đây Nưu Hữu Đạo đã căn dặn Đoạn Hổ, tin tức bên Phùng Quan Nhi trước tiên phải cho hắn xem qua mới có thể cho Viên Cương, nhưng hắn đã chết rồi, Đoạn Hổ còn không biết hắn sống, nhất thời sơ sẩy, kết quả bị Viên Cương chui chỗ trống, không thể đúng lúc ngăn cản. Lần này Viên Cương đi ý tứ rất đơn giản, muốn chịu trách nhiệm chuyện sai lầm do mình làm ra lúc trước, hắn cảm thấy Phùng Quan Nhi rơi vào kết cục như vậy có quan hệ tới hắn. Càng làm Nưu Hữu Đạo tức giận là viên cương ở trong thư nói bảo nghiêu hữu đạo không cần phải để ý đến hắn nói này là sự tình của hắn tự mình sẽ xử lý hiển nhiên cũng biết hiện tại nghiêu hữu đạo cần tiềm ẩn không thích hợp lộ ra bất kỳ sơ sót nào hỗn chướng vì nữ nhân lại mặc kệ chết sống nghiêu hữu đạo vỗ bàn tức giận đến quá sức người có thể làm hắn tức giận thật không nhiều viên cương tính một cái vì thời điểm viên cương ngu ngốc hắn cũng không có cách nào quản phương nghi ở bên cạnh hừ hừ nói vì nữ nhân thì đã làm sao? Đây mới gọi là chân nam nhân, nam nhân không biết che chở nữ nhân tính là nam nhân gì. Cái khác không nói, nhưng ta rất bội phục điểm này của hầu tử. Che chở, hắn lấy cái gì đi che chở? Ngươi còn có mặt mũi nói, như hữu đạo chỉ vào mũi nàng mắng. Ngươi làm ăn cái gì? Ngươi đi một ngày mới phát hiện, quản phương nghi trợn mắt nói. Chân mọc ở trên người hắn, ta quản được sao? Ngươi cũng không phải không biết, từ trước đến giờ hắn không nghe ta. Lại nói, là ngươi mỗi ngày buộc ta tu luyện ta đóng cửa tu luyện nào biết hắn đi khi nào hắn ngay cả ngươi cũng giấu trước khi đi còn có thể bắt chuyện với ta sao Như hữu đạo giận giữ cười ta nói hồng nương ta buộc ngươi tu luyện ngươi là giúp ta tu luyện sao không muốn tu luyện cũng được trả trái cây kia lại cho ta ta đưa người khác đừng nha quản phương nghi lập tức cười híp mắt nhấn tay hắn xuống ngươi xem ngươi gặp phải sự tình sao không bình tĩnh một chút sự tình đã phát sinh từ từ giải quyết không phải được sao. Người yên tâm, sau khi ta phát hiện, đã lập tức lệnh người ngũ lương sơn ở tống kinh tập trung hắn. Nghiêu hữu đạo, ngũ lương sơn tập trung có tác dụng quái gì? Quản phương nghi, sợ cái gì, tống kinh không phải có người của ngươi sao? Người truyền tin cho giả vô quần không phải xong, bằng năng lượng của phủ thừa tướng, ở tống kinh còn có chuyện gì là không xử lý được. Nghiêu hữu đạo, người cảm thấy giả vô quần thích hợp giúp hầu tử suốt đầu sao? lo người khác không biết quan hệ của giả vô quần và nam châu sao quản phương nghi vậy ta tự mình đi một chuyến có được hay không nghiêu hữu đạo qua lại bồi hồi đột nhiên phất tay nói thôi được rồi hắn đã tự mình tìm chết vậy thì để hắn đi chết đi quản phương nghi ngạc nhiên không phải chứ người thật nhẫn tâm buông tay mặc kệ nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại hầu tử trời sinh muốn lên cây làm sao quản là giết hay cầm dây xích buộc quản phương nghi khó có thể tin thử dò xét nói thật mặc kệ sao, như hữu đạo trầm mặc, sau đó thở dài, hẳn sẽ không có sự tình gì. Hầu tử ở bề ngoài dù sao cũng là người của vương gia, thật có sự tình gì mà nói, bên Tống Quốc sẽ không dám sằng bậy, hầu tử và Tống Quốc cũng không có thù hận gì, bảo ngũ lương sơn nhìn chằm chằm, có bất kỳ dị thường lập tức đăng báo. Thiết, nói năng chua ngoa, nhưng tâm đậu phụ, quản phương nghi khinh thường xoay người rời đi, không một cái bất lo, như hữu đạo nhìn bóng lưng của nàng mắng một tiếng, kinh thành Tống Quốc, Bên ngoài một đình viện u tĩnh, viên cương cõng lấy tam hống đao từng bước một đi tới. Như tính cách của hắn, rất hùng hổ, trực tiếp lộ diện tới chỗ giam lỏng của phùng quan nhi. Người nào, hai binh sĩ ngăn cản, sau cửa lập tức có tu sĩ mặc trang phục lăng tiêu các lắc mình nhìn ra bên ngoài. Viên cương nhấc tay, chỉ về phía tu sĩ ở trong viện, trầm giọng nói. Ngươi, qua đây, tu sĩ kia ngẩn ra, chậm rãi đi tới, đứng ở trên bậc thang hỏi. Mặt đỏ, tìm ta sao? Viên cương, ta tìm Phùng Quan Nhi, làm phiền thông báo một tiếng, nói bạn cũ trước kia đến bái phỏng. Tu sĩ kia vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nhìn khí thế của vị này không bình thường, hỏi. Bạn cũ của nàng nhiều lắm, không phải tùy tiện người nào cũng có thể gặp, người là người phương nào cũng phải hãy xưng tên ra chứ. chương 1870, cái loạn thất bát tao gì hai Viên Cương, Yên Quốc Nam Châu, Mao Lưu Sơn Trang, Viên Cương. Người nói cho nàng, nếu như không gặp ta, ta sẽ công khai sự tình kia ngươi chính là viên cương thủ hạ của ngưu hữu đạo tu sĩ kia ngoài ý muốn viên cương là ta tu sĩ kia kỳ quái ngươi làm sao sẽ nhận thức phùng quan nhi viên cương chuyện này không liên quan tới ngươi nhanh đi thông báo tu sĩ kia trên dưới nhìn kỹ một trận sau đó nói chờ một chút nói xong xoay người rời đi không bao lâu đối phương trở về lên tiếng nói thả hắn vào đi thủ vệ cho đi đợi người tiến vào viện tu sĩ kia yêu cầu kiểm tra sau khi kiểm tra thì ngoài ý muốn. Ngươi không phải tu sĩ, viên cương, không phải, tu sĩ kia vô ngữ, nghĩ thầm, con mẹ nó ngươi không phải tu sĩ còn trang bức như vậy. Hắn nghe nói qua thủ hạ của Ngưu Hữu Đạo có người tên Viên Cương, nhưng cụ thể không rõ ràng, không biết không phải tu sĩ. Đi theo ta, tu sĩ bắt chuyện một tiếng, mang hắn tới hậu viện. Trong đình hậu viện, khuôn mặt cố nhân như cũ, y nguyên phong thái hiểu điệu, như hoa như ngọc, phùng quan nhi đứng ở đó chờ hắn. Tái Kiến Viên Cương, trong đầu Phùng Quan Nhi lóe qua hình ảnh đêm đó, có chút ngượng ngùng, vốn không muốn gặp, đối phương lại nói công khai. Một nam một nữ gặp mặt, nhìn nhau không nói gì. Ngược lại là tu sĩ kia lên tiếng, "Trước tiên giao thanh đao ra đây." Viên Cương nhìn hắn, không có ý tứ giao ra. Phùng Quan Nhi lên tiếng, "Sư huynh, không có chuyện gì." Nhấc tay, ra hiệu cho bọn hắn không gian nói chuyện. Tu sĩ kia à lên một tiếng, "Vậy sư muội cẩn thận." Lại nhìn Viên Cương một chút mới rời đi đứng ở phương xa nhìn chằm chằm. Bên cạnh không người, Phùng Quan Nhi hỏi, ngươi đến làm gì, viên cương, nghe nói người bị giam lỏng, vì sao giam lỏng ngươi? Phùng Quan Nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi, nếu vì cái này, mời trở về đi, người ta không có gì để nói. Viên cương rất trực tiếp, đi theo ta, ta mang ngươi rời đi, này là muốn nối lại tiền duyên sao? Phùng Quan Nhi vẻ giận dữ và xấu hổ, ta và ngươi đã không có quan hệ, xin ngươi rời đi, lại không đi, ta sẽ để bọn hắn tiến khách. Viên cương, gặp gỡ khó khăn gì, có thể nói cho ta, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Không cần, sự tình của ta. Phùng Quan Nhi nói một nửa, bỗng nhớ tới cái gì hỏi. Nghe nói bây giờ Ngọc Thương nắm quyền ở Tần Quốc, trước đây cùng như hữu đạo quan hệ không tệ, có phải như vậy hay không? Viên cương, không thể nói là quan hệ gì, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Làm sao, là Ngọc Thương hại người bị giam lỏng, nếu như vậy, sự tình này ta giúp ngươi giải quyết. Không, Phùng Quan Nhi cất bước đi gia đình, kết quả vừa tới gần, lại ngửi thấy được khí thức quen thuộc trong ký ức, răng bạc cắn môi, nỗ lực vứt bỏ tạp niệm. Hai vị thượng tướng quân của Tần Quốc tấn công Tây Bình Quan bất lợi, liên tiếp bị giết, bây giờ la chiếu thụ mệnh tấn công, nghe nói tình hình chiến trận bất lợi, ta lo lắng hắn sẽ theo gót, nếu thật như vậy, người có thể tìm Ngọc Thương nói hộ, để hắn không nên làm khó la chiếu không. Viên Cương ta nghe nói ngươi và La Chiếu đã không còn quan hệ phu thê, vì sao còn phải phí tâm như vậy? Phùng Quan Nhi cắn răng, là ta làm chuyện sai lầm, là ta xin lỗi hắn, ta nợ hắn, hắn đối mặt sinh tử, ta nhất định phải giúp hắn một lần. Viên Cương, xin lỗi, loại sự tình này, quan hệ đến tần quốc sống còn, Ngọc Thương sẽ không nghe ta, ta không giúp được ngươi. Phùng Quan Nhi, chỉ cần ngươi giúp hắn vượt qua cửa ải này, ta sẽ đi theo ngươi. Viên Cương trầm mặc, cuối cùng nói, được, ta giúp ngươi đi theo ta đi hiện tại phùng quan nhi sững sờ không nghĩ tới vị này trực tiếp như thế viên cương có vấn đề gì sao phùng quan nhi bọn hắn sẽ không để ta dễ dàng rời đi chẳng lẽ ngươi muốn mang ta giết ra ngoài sao ngươi có thể giết ra nơi này có thể giết ra kinh thành có thể giết ra tống quốc sao còn có hiện tại ta không thể đi theo ngươi ngươi hoàn thành sự tình trước thực hiện hứa hẹn lại nói sự tình dẫn ta đi viên cương gật đầu được chờ tin tức của ta, dứt lời xoay người rời đi, thẳng thắn như thế, Phùng Quan Nhi sững sờ, vội vàng hô, chờ đã, viên cương dừng bước xoay người hỏi, còn có việc gì sao? Phùng Quan Nhi do dự một chút, ngươi không sợ ta nuốt lời, viên cương, không sợ, ta nợ ngươi, nên giúp ngươi giải quyết phiền phức. Trong lòng Phùng Quan Nhi cảm động, nhìn chăm chú nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng để ta rời đi, nếu không thể rời đi, không thể coi như ta nuốt lời. Viên cương, sau khi sự thành người nguyện ý lưu lại hay nguyện ý đi theo ta phùng quan nhi nhìn hắn một lúc ta nhất định phải giúp la chiếu vượt qua cửa ải này mới có thể đi theo ngươi viên cương ta biết rồi người an tâm ở lại sau khi sự thành ta sẽ tìm người có thể mang ngươi đi hỗ trợ sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm nhất định có thể thoát ly nơi này chờ tin tức của ta dứt lời xoay người rời đi phùng quan nhi im lặng nhìn theo sau một ngày viên cương trở lại nam châu cũng đứng ở trước mặt nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo ngồi ở sau bàn lật tình báo trong tay làm như không nhìn thấy quản phương nhi ở bên cạnh lắc quà tròn xem trò vui viên cương lên tiếng đạo gia giúp ta một chuyện nghiêu hữu đạo xì mũi nhìn đồ vật trong tay âm dương quái khí nói hầu tử ngươi muốn làm cái gì không được còn cần tìm ta hỗ trợ chuyện cười này mở có chút lớn ta nhận không nổi a à. viên cương ta dám mang phùng quan nhi giết ra tống quốc thế nhưng sợ nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng ta không muốn nàng có chuyện, người giúp ta cứu nàng ra. Cái loạn thất bát tao gì, có ý tứ gì hả? Nghiêu hữu đạo dương mắt nhìn, viên cương, nàng bị lăng tiêu các giam lỏng, ta muốn mang nàng đi. Nghiêu hữu đạo, nàng có thể có tác dụng gì, lăng tiêu các giam lỏng nàng làm gì? Viên cương, không biết, nghiêu hữu đạo hồ nghi, không biết, ngươi không phải gặp nàng sao? Viên cương, hỏi qua, nhưng nàng không nói. Nghiêu hữu đạo mộng bức, vậy ngươi chạy tới làm gì? Ngươi cái gì cũng không biết ngay cả nàng liên lụy sự tình gì cũng không biết liền bảo ta giúp ngươi cứu người này không phải phong cách làm việc của ngươi nha viên cương nàng không giống nàng không nói ta không tiện hỏi nhiều quản phương nghi nín cười nghiêu hữu đạo buồn bực đến cùng có ý tứ gì ngươi mang nàng đi làm gì nàng sẽ để ngươi dẫn nàng thoát thân viên cương nàng nguyện ý rời đi ta sẽ dẫn nàng đi nhưng nàng muốn trả lại ân tình cho la chiếu xong mới đi sự tình la chiếu ta sẽ đi xử lý, sự tình dẫn nàng an toàn thoát thân thì xin nhờ đạo gia. Dứt lời cúc cung, sau đó xoay người rời đi, dường như chắc chắc nhiều hữu đạo sẽ giúp hắn. La chiếu, đầu óc người nước vào hả, nói là cái loạn thất bát tao gì. Người xử lý sự tình gì của la chiếu, đứng lại, cút trở về cho ta. Nhiều hữu đạo ném đồ vật trong tay đứng lên, viên cương dừng bước quay lưng, ánh mắt quản phương nhi thì tỏa sáng. Ầm ầm ầm, Nhiêu Hữu Đạo dùng sức vỗ bàn, ta bảo ngươi cút trở về ngươi không nghe thấy sao viên cương xoay người lại đi trở về mặt không hề cảm xúc đứng đó nghiêu hữu đạo ngươi đi tìm phùng quan nhi tại sao lại dính tới la chiếu ngươi muốn xử lý sự tình gì của la chiếu viên cương im lặng một hồi mới nói sự tình này ta tự mình xử lý ngươi không cần phải để ý đến ai cho ngươi lá gan nói chuyện với ta như vậy nghiêu hữu đạo nổi giận ta hỏi ngươi đáp viên cương nói tần quốc tấn công tây bình quan Điền Chính Ương và Mã Trường An liên tiếp thất lợi bị chém, Phùng Quan Nhi lo lắng La Chiếu theo gót, chỉ cần ta có thể giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này, Phùng Quan Nhi sẽ đi theo ta. Nghiêu Hữu Đạo vừa nghe, không khỏi giận quá mà cười. Người có bị bệnh không? Người ta quan tâm lão công của mình, người nhúng một tay tính là chuyện gì xảy ra? Viên Cương, bọn hắn đã chia tay, nàng chỉ là xin lỗi La Chiếu, muốn giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này. Nàng phạm sai lầm, là ta tạo thành, La Chiếu và nàng tách ra lưu lạc đến Tần Quốc, ta cũng có trách nhiệm. Chương 1871, nếu ngươi dám đi, sau này đừng trở về nữa. Nói đến cái này, quản phương Nhi có chút lúng túng, là nàng hạ dược a. À. Ngưu Hữu đạo chỉ vào viên cương mắng, ta vừa nhìn thấy ngươi chơi cái đạo đức chó này đã nổi giận. Cái trách nhiệm gì, La Chiếu, Tô Chiếu, Phùng Quan Nhi gì, ngươi và ta nói thứ quỷ gì đấy. Hầu tử, ta nói cho ngươi, Phùng Quan Nhi kia chỉ quan tâm Tô Chiếu mà thôi, Ngươi không phải tô chiếu, ngươi tỉnh lại cho ta đi. Viên cương, đạo gia, không quan hệ cái này. Ngưu hữu đạo, không quan hệ còn kéo Tây Bình Quan tới làm gì. Ngươi đi Tây Bình Quan lại có thể làm gì. Nhiều cao thủ như vậy cũng không thể công phá, ngươi còn có thể công phá sao. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta là dùng thuốc nổ. Người ta đập ra thiên kiếm phủ còn mạnh hơn cả thuốc nổ. Kia là lấy toàn bộ sơn mạch phát ngang qua làm cửa ải. Bong nguyên tử cũng oanh không phá, ngươi chạy đi có tác dụng quái gì lại muốn nhiệt huyết sông lên đầu dựa vào một cây đao sông lên chém giết sao ngươi nghe cho kỹ ta không cho phép ngươi làm như vậy bom nguyên tử quản phương nghi ngạc nhiên này là thứ quỷ gì nói cái gì đó nàng cũng không biết có phải nghe lầm từ hay không viên cương ta biết cho nên ta không dự định kinh tây bình quan có lẽ quân tần có thể thử thông hành qua sa mạc vô biên nghiêu hữu đạo sa mạc vô biên nơi đó sa hạt hoành hành nói đến cái này không khỏi sửng sốt mới nghĩ tới Viên cương có thể điều động sa hạt. Coi như người có thể điều động sa hạt, sa mạc rộng lớn như vậy, đồ quân nhu tiếp tế khó đi, đại quân căn bản không có biện pháp đi tới, còn chưa đi ra sa mạc đã rơi mất đổ. Viên cương, có lẽ có thể thử để sa hạt mang người, tải vật, sa hạt ở trong sa mạc tốc độ rất nhanh. như hữu đạo im lặng, quản phương nghi thì nghe bối rối, còn có thể như vậy. Một hồi lâu sau, Nhiêu hữu đạo hỏi, người xác nhận có thể như vậy, viên cương, không thể xác nhận nhưng ta có thể thử xem khả năng sa hạt hình thể lớn mang người tải vật là hoàn toàn tồn tại nghiêu hữu đạo từ từ nói hầu tử người nghĩ qua ngươi làm như vậy hậu quả là gì chưa không thành công thì thôi một khi thành công ngươi có biết đối với tấn quốc này ý nghĩa là gì không ý nghĩa ngươi thành thông đạo thứ hai đi thông tây bình quan coi như ngươi dẫn quân tần vào giúp tề quốc thắng tề quốc cũng sẽ không cảm tạ ngươi ngược lại sẽ coi ngươi là uy hiếp to lớn Tề quốc cũng không dung được ngươi, đến lúc đó sẽ có thật nhiều người muốn không tiếc trả giá làm thịt ngươi. Một khi Quân Tần thành công vượt qua sa mạc vô biên, này sẽ gây nên bao nhiêu náo động. Ngay cả cửu thánh cũng phải chú ý đến ngươi. Hiện tại ta là tình huống gì, ngươi không thể nào không biết, một khi ngươi bị các phương tập trung, thậm chí là bị cửu thánh tập trung, ta căn bản không dám sử dụng bất kỳ lực lượng nào ở bên ngoài giúp ngươi. Đến lúc đó không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là liên lụy tới quá nhiều người sinh tử, nơi này bên ngoài, toàn bộ Nam Châu, còn có rất rất nhiều người đều sẽ chết, người bảo ta làm sao đi giúp ngươi. Hầu tử, có chút sự tình là không thể làm, ta không thể vì ngươi, hại chết đám người hồng nương, hại chết người khác, minh bạch không? Viên cương, đạo gia, chính bởi vì ta minh bạch, cho nên ta mới bảo ngươi không cần lo, sự tình này ta tự mình đi đối mặt. Nghiêu hữu đạo nắm lấy chén trà trên bàn, dầm, một chén trà trực tiếp hắt ở trên mặt viên cương. Viên cương không tránh né, trên mặt nước trà tí tách, còn dính cả lá trà. quản phương nghi nghiêng người né tránh nước trà tung tóe, âm thầm hoảng sợ, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhưu hữu đạo tức giận như vậy. đùng chén trà đập trở về trên bàn, nhưu hữu đạo chỉ vào viên cương nói: không được đi, có nghe thấy không? viên cương nhấc tay lau nước trà trên mặt. đạo gia mới vừa nói là chiếu, tô chiếu, ta không biết có phải từ nơi sâu xa có chú định hay không. năm đó tô chiếu chết ở trong sa mạc vô biên, lại làm cho ta biết mình có năng lực điều động sa hạt không biết có phải vì ngày hôm nay hay không. Đạo gia, ta theo ngươi nhiều năm như thế, nhưng có chuyện ta vẫn không học được, ta không biết làm người. Đạo gia, nhiều năm như thế, ta cũng theo ngươi làm nhiều sự tình nguyên bản ta cho rằng là chuyện xấu, thế nhưng theo ngươi, lựa chọn con đường này, ta chưa bao giờ hối hận, chỉ cầu vấn tâm không thẹn. Đạo gia, ngươi hiểu rõ ta nhất, ta đã đáp ứng phùng quan nhi, thì sẽ tận lực. Đạo gia, chết đối với ta mà nói, một chút cũng không đáng sợ, nhưng cầu vấn tâm không thẹn, nếu không như vậy, năm đó ta sẽ không theo ngươi bước vào Hắc đạo." Dứt lời xoay người rời đi, Ngưu Hữu đạo trầm giọng nói, "Ta lặp lại lần nữa, một khi xuất hiện loại tình huống kia, ta không thể giúp ngươi." "Hầu tử, hai đời huynh đệ, nếu không bằng một nữ nhân, nếu ngươi dám đi, sau này đừng trở về nữa." Bước chân của Viên Cương chỉ hơi ngừng, cuối cùng vẫn rời đi. Gò má của Ngưu Hữu đạo căng thẳng, sắc mặt mù mịt, hô hấp dồn dập, đột nhiên nắm lên chén trà dùng sức đập xuống lạch cạch, chén trà rơi trên đất nát bấy. Quả tròn trên tay quản phương nghi không còn đong đưa, lặng lẽ đứng ở bên cạnh, không dám thở mạnh. Sau một lúc lâu, nhiều hiếu đạo chậm rãi ngồi xuống, dường như cả người đầy dẫy cảm giác vô lực, tay xoa huyệt thái dương, chậm gì gì nói. không Nương, đưa tin cho giả vô quần, để hắn nghĩ biện pháp điều tra tình huống của phùng quan nhi, nhìn xem bởi vì cái gì mà bị giam lòng. Nhắc nhở giả vô quần cẩn thận, đừng lộ ra đầu mối gì, hắn hẳn là sẽ xử lý tốt. Quản phương nghi ngoan ngoãn lĩnh mệnh, xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi hai bước, lại xoay người trở về, cẩn thận thử hỏi. Bên hầu tử nên làm sao lo liệu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nhiêu hữu đạo gầm lên giận dữ, cút, đầu quản phương nghi co rụt lại, vội vàng rời đi. Viên cương rời đi, chỉ mang theo đoạn hổ, cũng nói mượn phi cầm cỡ lớn dùng một lát, đến tần quốc, sẽ bảo đoạn hổ mang phi cầm cỡ lớn trở về. Hai ngày sau, hắn xuất hiện ở ngoài cửa chính của Hoàng cung tần quốc cõng lấy tam hống đao, bị một đám binh sĩ ngăn cản. Trong thâm cung, Ngọc Thương nhìn chầm chầm địa đồ quay đầu lại. Mao Lư Sơn Trang viên cương, hắn chạy tới làm gì? Thông bẩm nói, tiểu nhân không biết, hắn chỉ nói muốn gặp quốc sư. Ngọc Thương nghiêng đầu ra hiệu độc cô tính, người đi nhìn xem, nếu thật sự là hắn, thì nhanh mang tới. Vâng, độc cô tính lĩnh mệnh rời đi, chờ một chút thì trở về, cũng mang theo viên cương, mang người vào trong điện, độc cô tĩnh nói. Sư tôn, Viên cương tiên sinh đến rồi, Ngọc Thương quay đầu lại, cười ha ha nói. Viên huynh đệ, ngọn gió nào thổi người tới đây? Đến, ngồi một chút, Ngọc Thương đưa tay mời. Khách khí như vậy, không có quan hệ gì tới Nhiêu Hữu Đạo, bởi vì Nhiêu Hữu Đạo đã chết. Đầu tiên là nhận thức, thứ hai là bởi vì bây giờ viên cương là người của Thương Chiêu Tông, hắn không biết viên cương đến có phải mang theo ý chỉ của Thương Chiêu Tông hay không. Không cần, dưới tình huống không tất yếu, viên cương từ trước đến giờ không thích quanh co lòng vòng ta đến là giúp La Chiếu. Ngọc Thương ngạc nhiên, lời ấy sao giảng, viên cương, giúp La Chiếu phá quan. Ngọc Thương kinh nghi bất định, làm sao phá quan, lại chắp tay cúi người. Nguyện ý nghe cao kiến, ánh mắt viên cương rơi vào địa đồ, đi tới, duỗi ngón tay chỉ hướng tây bắc của Tần Quốc. Sa mạc vô biên, ta có thể điều động sa hạt, có thể thử nghiệm để sa hạt vận chuyển nhân viên và vật tư đến Tề Quốc. Ngọc Thương ngưng nghẹn im lặng, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Này, Ngọc Thương giống như đau lòng nhức óc liên tục dẫm chân nện ngực, một bộ cực kỳ ảo não. Phải phải, nghe nói qua, nghe nói qua viên huynh đệ có thể điều động xa hạt, sao ta lại quên chuyện này chứ? Tiếp đó bước nhanh về phía trước, nhiệt tình kéo tay viên cương. Là Ngọc Thương có mắt không tròng, lại quên mất Mao Lư Sơn Trang có cao nhân ngòa hổ tàng long, không công khổ não hồi lâu, cũng không biết chủ động đi mời, làm cho viên huynh đệ đi một chuyến, thực sự vô lễ, thực quá vô lễ, viên huynh đệ không nên phiền lòng. Là Ngọc Thương có mắt không tròng. Chương 1872, chỉ một đao, ân oán tiêu tan. Viên Cương không thích hắn nhiệt tình khách sáo như vậy, vung tay lên, trực tiếp bỏ qua hắn. Ngọc Thương cũng không trách cứ, mặt tỏa ánh sáng cười bồi, dáng dấp kia đã sắp coi Viên Cương là tổ tông, bất quá vẫn thử hỏi. Viên huynh đệ xác định điều động sa hạt có thể vận người tải vật. Viên Cương, ta nói rồi, chỉ là thử xem. Được, Ngọc Thương vỗ tay nói, nói được lắm, thử xem nhất định phải thử một chút. Quay đầu lại nhìn đầu cô tính hò hét, nhanh lệnh người chuẩn bị tử yến, lão phu phải giúp viên huynh đệ đón gió tẩy chân. Hắn thật cao hứng, thật cao hứng, tần quốc lập quốc là nghiêu hữu đạo giúp, không nghĩ tới tần quốc gặp gỡ phiền phức lại có huynh đệ của nghiêu hữu đạo chạy tới hỗ trợ. Vâng, độc cô tính đáp lại, cũng thật cao hứng, ai biết phiên cương ngăn lại, không cần, ta không thích những khách sáo này, trực tiếp nói chính sự đi. Ây, đầu cô tính nhìn sư phó. Ngọc Thương hơi có chút lúng túng, bất quá thời điểm này hết thảy đều là viên cương định đoạt, người ta nói cái gì chính là cái đó, vội nói. Cũng phải, rượu và thức ăn của Mao Lư Sơn Trang chính là thiên hạ nhất tuyệt, ngựa trù trong cung kém xa, viên huynh đệ trướng mắt cũng bình thường. Được, vậy theo viên huynh đệ, trước tiên nói chính sự, viên huynh đệ cứ nói, lão phu rửa tai lắng nghe. Viên cương mặt không chút thay đổi nói, bá phụ của Tô Chiếu, nguyên lão bản của Bạch Vân Gian, làm phiền mời đến gặp mặt. Ngọc Thương hơi nhướng mày, ý thức được cái gì, trần chờ nói. Viên huynh đệ, chuyện năm đó đã qua, cũng may người không có sự tình gì, nể tình ta và đạo gia là bạn cũ, không bằng thả xuống được không? Viên cương, Ngọc Thương tiên sinh, làm phiền mời người đến gặp, hắn nói chuyện chính là như thế, không có gì lo sợ. Này, Ngọc Thương do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhìn độc cô tĩnh phất tay ra hiệu. Đi mời bạch trưởng lão đến, cũng cho độc cô tĩnh một cái ánh mắt, Độc cô tính hiểu ý, gật đầu, xoay người rời đi. Ngọc Thương lại lần nữa mời viên cương ngồi xuống nói chuyện, nhưng viên cương không ngồi, cõng lấy đao đứng đó chờ. Ngọc Thương thật bất đắc dĩ, cảm giác vị này có chút khó chơi, tác phong quá đáng tẩm, cái đồ vật gì a? À, nhưng có việc cầu người, đành phải đứng cùng đối phương. Lần này chờ hơi lâu, ước chừng nửa canh giờ sau, độc cô tính mới trở về, đồng thời có một lão giả vào theo, viên cương nhìn đối phương, liền nhận ra đích xác là người năm đó truy sát ở trong sa mạc. Đối với gia hỏa này, ấn tượng của hắn rất sâu sắc, vẫn nhớ Lão giả vừa tiến vào liền nhìn chằm chằm viên cương, lúc độc cô tính tìm hắn đã nói rõ nguyên nhân Các chủ, lão giả trước tiên hành lễ với Ngọc Thương Ngọc Thương xua tay, ra hiệu không cần đa lễ, lại nhìn viên cương nói Viên huynh đệ, đây chính là trưởng lão tệ phái người muốn tìm Bạch Thượng Thành, quay đầu lại nhìn lão giả nói Bạch trưởng lão, vị này là Mao Lư Sơn Trang viên cương viên huynh đệ, người hẳn nhận thức bạch thượng thành nhìn viên cương nói đích xác nhận thức viên cương cũng theo dõi hắn thanh âm hắn cũng ghi nhớ không sai là người này ngọc thương hẳn độc cô đã nói với ngươi không phải ta trách ngươi nhưng năm đó ngươi tận mắt nhìn thấy viên huynh đệ điều động sa hạt biết viên huynh đệ có thể lợi dụng sa hạt giúp đại quân vượt qua sa mạc vô biên vì sao không nói sớm hải tần quốc ta hao binh tổn tướng không nói còn làm hại viên huynh đệ chủ động chạy tới một chuyến bạch thượng thành chắp tay đích xác gặp qua hắn điều động sa hạt thế nhưng có thể lợi dụng sa hạt vận chuyển nhân mã hay không, ta không dám xác định, cũng chưa liên tưởng tới. Ngọc Thương đang muốn mở miệng, nhưng viên cương nói chen vào. Bạch trưởng lão, tên của Tô Chiếu gọi là gì? Bạch Thượng Thành trầm mặc, nàng là cháu gái của ta, bản danh gọi Bạch Tô. Viên cương, đã là cháu gái của ngươi, vì sao nhẫn tâm giết hại? Bạch Thượng Thành, phản đồ, đặt ở chỗ nào cũng không dung được. Viên cương, nàng chưa từng phản bội, cũng chưa từng bán qua hiểu nguyệt các cái gì, bạch thượng thành vậy thì nàng không nên chạy lưu lại nói rõ sự tình là được một khi tự ý chạy trốn kia chính là phản đồ thấy hai người đối chọi có chút gay gắt ngọc thương ho khan một tiếng nhấc tay ngăn cản bạch trưởng lão người tới là khách người như vậy là đạo đãi khách sao là đang nhắc nhở đối phương chúng ta có việc cầu người bạch thượng thành hít một hơi thật sâu ngữ khí hơi chỉ hoãn nàng là cháu gái ruột của ta ta cũng không muốn làm như vậy nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy rất nhiều chuyện mọi người đều là bất đắc dĩ. Lần này viên huynh đệ tới, không biết đến tột cùng là vì giúp tần quốc ta, hay đến tìm lão phu báo thù. Viên cương, ta không phải đến giúp tần quốc, mà là đến giúp la chiếu, thuận tiện đến tìm ngươi tính sổ. Bạch thượng thành, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội áp chế hiểu nguyệt các giết lão phu sao? Viên cương nhấc tay ra phía sau, rút trường đao, nhìn động tác này của hắn, Ngọc Thương vội nói. Viên huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, không cần làm lớn chuyện. Viên cương cầm đao trong tay, không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Thượng Thành nói. Tô Chiếu là cháu gái ruột của ngươi, nàng coi ngươi như thân nhân, không nhẫn tâm như ngươi, không hẳn nguyện ý để ta giúp nàng giết ngươi báo thù. Sự tình Tô Chiếu có thể để xuống một bên không đề cập tới, nhưng năm đó ngươi truy sát ta, hơn nữa đã thương ta, còn kém chút muốn tính mạng của ta, ta lượm cái mạng trở về, nên tìm ngươi chấm dứt sự tình này. Vung đao chỉ về phía Bạch Thượng Thành, ăn một đao của ta, nếu như ngươi đỡ được, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ bạch thượng thành à lên một tiếng chỉ một đao viên cương chỉ một đao ân oán tiêu tan bạch thượng thành nhìn ngọc thương các chủ ta không có ý kiến không biết ý ngươi như thế nào vừa nghe chỉ tiếp một đao ngọc thương nhất thời yên tâm cười ha ha nói vừa thấy mặt đã động đao viên huynh đệ này thích hợp không viên cương không nói nhiều sách đao đi qua một thân một mình đi ra ngoài xuống bậc thang mấy người trong điện hai mặt nhìn nhau Ngọc Thương thấp giọng nói với Bạch Thượng Thành. Bạch trưởng lão, cẩn thận một chút, Bạch Thượng Thành vuốt râu nói, đao lực của hắn ta kiến thức qua, nói là đạt đến đỉnh phong của phàm phu tục tử cũng không quá đáng, đích xác không tầm thường, nhưng ta còn không đến mức ngay cả một đao của hắn cũng không tiếp nổi, các chủ không khỏi quá khinh thường ta đi. Ngọc Thương nhấc tay vỗ vỗ sau lưng hắn, hồ đồ, ta là bảo ngươi cẩn thận một chút, đừng tổn thương hắn, tạm thời đại cục làm trọng, cái khác không cần ta nhiều lời chứ. Bạch Thượng Thành gật đầu, các chủ yên tâm, tự có đúng mực, lúc này Ngọc Thương mới nhanh chân đi ra ngoài, Bạch Thượng Thành và Độc Cô Tĩnh đi theo. Mấy người trước sau xuống bậc thang, chỉ thấy Viên Cương đã đứng ở trên quảng trường xoay người đối mặt. Ngọc Thương dừng lại, Độc Cô Tĩnh dừng lại theo, đứng ở bên cạnh. Bạch Thượng Thành tiếp tục đi đến phía trước, đi tới cách Viên Cương 10 trượng thì dừng bước, tay phải rút kiếm, tay trái làm ra thủ thế mời, dáng dấp tùy thời lĩnh giáo. Đúng lúc này, trong khúc quanh đến hai người, phía sau theo một đám cung nữ thái giám, chính là hoàng thái hậu Tần Quốc Trang Hồng và hoàng đế Tần Quốc Hạ Lệnh Phái. Hai người nghe nói Viên Cương đến nên vội vàng chạy tới, quả nhiên nhìn thấy Viên Cương, nhưng gặp song phương đao kiếm đối lập, đều có chút ngoài ý muốn. Trang Hồng có chút bận tâm, nàng có hảo cảm với Viên Cương, hơn nữa là loại hảo cảm giữa nam nữ kia, nhưng vì thân phận của mình mà không dám nói. Hạ Lệnh Phái cũng có hảo cảm với Viên Cương, ở Mao Lư Sơn trang lâu như vậy, tự nhiên biết Viên Cương là huynh đệ của lão sư Nưu Hữu Đạo không nghĩ tới vừa thấy mặt đã muốn tranh đấu hai mẹ con từ hành lang đến gần hạ lệnh phái la to một tiếng viên tiên sinh trang hồng thì hô các chủ này là đạo đãi khách sao ngọc thương và độc cô tĩnh quay đầu lại liếc nhìn ngọc thương không hiềm hai mẹ con đến không phải lúc nếu như hai mẹ con có thể ngăn cản viên cương mà nói không phải chuyện xấu gì hơn nữa hai mẹ con này tương đối quen thuộc viên cương có thể trung hòa thái độ khó chơi của viên cương một chút chương 1873, không quen biết hắn, một. Bạch Thượng Thành cũng quay đầu liếc nhìn, nhưng thời khắc quay đầu lại, khóe mắt lại liếc nhìn viên cương. Viên cương đột nhiên động, như dã thú tùy thời phát động tiến công, vừa thấy đối phương hơi có lười biếng, lập tức nhảy ra. Đánh lén sao, Ngọc Thương cũng nhạy bén nhận ra, phát hiện ra hỏa khó chơi này có chút âm hiểm. Không biết viên cương ở phương diện tranh đấu là không cổ hủ chút nào, từ khi tiếp xúc đến quan niệm tranh đấu, người huấn luyện liền nói cho hắn, đối xử kẻ địch chỉ có một mục đích, đánh bại. Phát hiện viên cương đã triển khai tiến công, mẹ con trang hồng cả kinh, viên cương mới chạy vài bước còn có thể thấy rõ, sau đó chỉ thấy một bóng người lóe qua ở trên quảng trường. Ngọc Thương thầm khen, tốc độ thật nhanh, sau 10 bước xông tới, đột nhiên viên cương nhảy lên, người mượn thế nhảy lên nhào về phía mục tiêu, hai tay cầm đao điên cuồng chém xuống. Tiếng hổ gầm từ trên thân đao bộc phát ra, vang vọng khắp cả quảng trường, làm các thị vệ đều trong nháy mắt quay đầu lại nhìn mẹ con trang hồng giật mình, ánh mắt bạch thượng thành nhìn chăm chú trạng thái tiến công, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Tốc độ tấn công của đối phương chỉ có thể nói cấp tốc mãnh liệt để hình dung, nhưng hắn lấy tịnh chế động, tốc độ phản ứng cũng không chậm, thong dong nhấc kiếm đón đỡ. Nhưng trong nháy mắt đao kiếm va chạm, viên cương đột nhiên xoay người, mượn thế này, hất tay ra tốc, đao thế trong tay càng tăng nhanh, đao thế tiến công càng vô căn cứ ra tốc hai lần. Tiếng hổ gầm thứ hai bộc phát ra, thanh âm không lớn, nhưng nặng nề, chấn nhiếp lòng người. Ánh đao đột nhiên ra tốc, ở dưới ánh mặt trời khúc xạ, giống như một tia sét, lại giống như một cầu vồng trong nháy mắt liền qua. Cẩn thận, Ngọc Thương phát hiện không đúng, kinh hô một tiếng. Bạch Thượng Thành Thông dòng ứng chiến cũng giật nảy cả mình, phát hiện vừa này đối phương đánh là dùng chiến thuật che mắt, để bản thân khinh địch bị lừa, nhưng trong nháy mắt đao kiếm liền chạm vào nhau, đã không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng hết toàn lực đối kháng một kích này. Ầm, um, lấy hai người giao chiến làm trung tâm, cương phong mạnh mẽ phân tán dường như trong mây đen ấp ủ sấm sét sốt cục bạo phát ra rung động toàn trường đao kiếm vang lên thanh âm vang vọng làm ra đầu người tê dại nổi cả da gà ầm kiếm trong tay bạch thượng thành chấn động đập vỡ tan mặt đất lại lần nữa bắn bay lách cách lăn ra xa hai tay viên cương cầm đao động tác bất động hô hấp nặng nề lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch thượng thành ánh mắt bạch thượng thành khó có thể tin nhìn viên cương trong ít hầu phát sinh thanh âm ô ô quái dị dường như muốn nói chuyện nhưng nói không ra lời hai chân của hắn cắm vào trong đất sắp đến đầu gối lực phản chấn làm phiến đá bốn phía hỗn loạn nửa người trên của bạch thượng thành sụp đổ dòng máu tuôn ra bụng phá ruột chảy đầy đất chết rất khó coi nửa thân thể ngã xuống đất con người còn động khó có thể tin nhìn chằm chằm viên cương trong yết hầu còn có động tĩnh ục ục tình cảnh này làm trang hồng che mắt xoay người không dám nhìn nữa hạ lệnh phái cũng quay đầu đi Độc cô tính thì kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ thực lực của bạch trưởng lão thế nào, nhưng đích xác đã là kim đan đỉnh phong, vậy mà không ngăn được một đao của viên cương. Hiện tại hắn xem như minh bạch, vì cái gì viên cương nói, chỉ một đao, ân oán tiêu tan. Không phải một đao thì ân oán tiêu tan sao, đường đường trưởng lão hiểu nguyệt các, ở trước mặt mọi người bị một đao chém giết. Ngọc thương Hầu nhìn chằm chằm viên cương, dường như nhớ ra cái gì đó, nói thầm. Tây vô tiên tam hống đao, nộ hổ dịch khiếu, bôn hổ không tiếng động, bôn hổ gầm không gì không xuyên thủng, ngọa hổ tỉnh vô địch thiên hạ, lẽ nào cuồng ngôn của tây vô tiên là thật? viên cương bình phục tiếng hít thở nặng nề, thu đao trên đao không dính vết máu nào, sáng như tuyết, cũng không nhìn người chết thảm trước mắt, một đao kết thúc tất cả, ân oán tiêu tan, mặt không hề cảm xúc đi về phía ngọc vương, phương xa bị động tính làm chú ý nhìn qua, cung nữ, thái giám và thị vệ trong cung đều kinh sợ, đặc biệt là tu sĩ thủ vệ hoàng cung, sau khi tỉnh hồn lại dồn dập bay lượn đến vây quanh viên cương có người giết trưởng lão của bọn hắn bọn hắn không thể không có chút phản ứng nha viên cương dừng lại hoành đao ở trong tay mắt lạnh nhìn quanh đám tu sĩ tạm thời cũng chỉ vây quanh không ai dám manh động đại thể đều không biết người đến là ai có nội tình gì nhưng vừa nãy đối phương một đao tiêu diệt bạch thượng thành là bọn hắn nhìn thấy thực lực này ai dám dễ dàng chạm đến ngọc thương cũng bị mọi người trêu đến tỉnh táo lại tranh thủ tiến lên đẩy tu sĩ bao vây ra hét các ngươi làm gì đấu võ luận bàn tài nghệ không bằng người có cái gì phải tính toán đều lui ra cho ta này là luận bàn sao mọi người hai mặt nhìn nhau cứ như vậy bỏ qua này là ai a à? độc cô tĩnh liên tục phất tay ra hiệu mọi người lui ra lúc này mọi người mới chậm rãi rời đi viên cương nhấc tay nâng đao vác trường đao ở sau lưng lại đi vào cung biện giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra dám ở thời điểm này giết bạch thượng thành dám chạy đến xào huyệt của người ta một đao tiêu diệt bạch thượng thành, hắn ngốc sao? Một chút cũng không ngốc, hắn biết rõ, thời điểm này đối phương không dám làm gì hắn. Một người có thể chủ tính một số hành động, một người có thể bắt được gian tế trong nội bộ, một người có thể được nghiêu hữu đạo yên tâm giao phó sự vụ trong Mao Lư Sơn Trang, làm sao có khả năng ngốc, không chỉ không ngốc, hơn nữa là người có năng lực tương đối. Chỉ là có chút thời điểm hắn kiên trì bản tâm của mình, còn có tính cách đối nhân xử thế của hắn, ở trong mắt loại người thông minh như nghiêu hữu đạo căn bản không đáng ở trong mắt người như nghiêu hữu đạo kia đích xác là ngô xuẩn ngọc thương quay đầu lại nhìn thi thể đẫm máu kia buông tiếng thở dài nhìn độc cô Tĩnh phất tay ra hiệu sau đó bước nhanh đuổi theo viên cương độc cô tính lập tức gọi hai người qua tranh thủ thu thập thi thể cho bạch thượng thành đặt ở đó thực quá khó coi sau đó mình cũng bước nhanh đuổi theo viên cương leo lên bậc thang mẹ con trang hồng ở trên bậc thang chờ đón song song chào hỏi viên tiên sinh Viên cương nhìn chăm chú, khẽ gật đầu, dù sao cũng là cố nhân tái kiến. Trong mắt hạ lệnh phái lóe lên vẻ sùng bái, phát hiện vị này nguyên lai lợi hại như thế, một đao chém trưởng lão hiểu nguyệt các, mà nhìn dáng vẻ của người hiểu nguyệt các, vậy mà không ai dám thế nào, nhận thức lâu như thế mới phát hiện huynh đệ của lão sư cũng không đơn giản, mau lư sơn trang của lão sư quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ở trong cung giết trưởng lão hiểu nguyệt các, giết người của hắn, hắn không chỉ không khổ sở, trái lại có một tia hưng phấn, Thực sự là làm con rối cho hiểu nguyệt các thời gian quá lâu rồi. Chân chính để hắn hưng phấn là đối phương giết trưởng lão hiểu nguyệt các, nhưng hiểu nguyệt các còn không dám làm gì. Viên Tiên Sinh, sự tình của lão sư ta nghe nói, xin nén bi thương. Hạ lệnh phái thổn thức nói, đạo gia không chết, nén bi thương cái gì? Viên Cương cũng không có ý nhiều lời với hai con rối này, hờ hững nói. Sự tình không liên quan gì tới các ngươi, dứt lời đi qua, trực tiếp tiến vào trong điện, không muốn nhiều lời với bọn hắn cố nhiên là vì tính cách của hắn, nhưng cũng có vài người hắn không muốn thâm giao, bởi vì hắn không muốn nợ nhân tình, hắn là người thiếu nợ nhân tình tất trả lại, cũng biết loại tính cách này dễ dàng bị người gây rối lợi dụng, đối với vài người tránh đi tiếp xúc quá nhiều. Hai mẹ con nhiệt tình tới, muốn tận tình địa chủ, ai biết mặt nóng rán mông lạnh. Bất quá hai người nhận thức viên cương cũng không phải một ngày hai ngày, ở Mao Lư Sơn Trang đã biết, viên cương chính là loại người này, bởi vậy không có trách móc. Ngọc Thương thấy thế, chắp tay nói. Thái hậu, bệ hạ, Trang Hồng liếc nhìn địa phương nhặt xác, nghi ngờ nói. Quốc sư, vì sao viên tiên sinh giết bạch trưởng lão? mươi 1874, không quen biết hắn, hai. Cái này bảo Ngọc Thương nên nói như thế nào, than thở. Hẹn nhau luận bàn, nhất thời thất thủ mà thôi. Thái hậu, bệ hạ, viên huynh đệ và hiểu nguyệt các còn có chút sự tình cần đàm phán, các ngươi về trước đi. Trang Hồng, cố nhân từ Mao Lư Sơn Trang đến, bản cung muốn thiết yến khoản đãi. Ngọc Thương, chờ lát nữa Lão Phu giúp Thái Hậu hỏi một chút, xem ý kiến của hắn thế nào. Lại lần nữa đưa tay ra hiệu, hai mẹ con gật đầu, trước khi đi còn liếc nhìn viên cương ở trong điện. Thầy trò Ngọc Thương tiến vào đại điện, ánh mắt nhìn viên cương có chút phức tạp, thái độ đối xử cũng đến một tầng khác, thực lực thường thường là phương thức để người tôn kính tốt nhất, uy lực của một đao kia thật rất dọa người. Ngọc Thương còn chưa mở miệng, viên cương trực tiếp hỏi. Lúc nào đi sa mạc vô biên kiểm tra sa hạt phải chăng có thể mang người tải vật? ngọc thương lộ ra ý cười gượng ép không gượng ép cũng không được một trưởng lão vừa bị giết có thể chân tâm cao hứng mới là lạ nói cái này tùy thời có thể chỉ là lão phu có một chuyện không rõ mong viên huynh đệ giải thích nghi hoặc viên cương có thể nói sẽ nói không thể nói sẽ không nói sự tình gì ngọc thương nỗ lực thích ứng tính cách của tên hỗn đản này nghi ngờ nói lão phu thực khó có thể lý giải được tại sao viên huynh đệ lại chủ động tới giúp tần quốc ta là ý tứ của dung thân vương Viên cương, ta nói rồi, ta là tới giúp La Chiếu, không phải giúp Tần Quốc. Ây, Ngọc Thương không rõ hỏi, này có gì khác biệt sao? Viên cương, được người nhờ vả, giải thích như vậy người thỏa mãn không? Ngọc Thương đương nhiên không vừa lòng, không biết được người phương nào nhờ vả. Viên cương, bất tiện báo cho, ta vốn muốn trực tiếp đi tìm La Chiếu, nhưng mà có chút sự tình La Chiếu không cách nào làm chủ, đành phải đến tìm ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy coi như ta chưa từng tới không không không, lão phu không phải ý tứ này. Ngọc Thương liên tục nhấn tay ổn định hắn. Sự tình kiểm tra sa mạc vô biên, ta lệnh người tức khắc chuẩn bị. Viên cương quay đầu lại nhìn sắc trời bên ngoài, hỏi. Sáng sớm ngày mai khởi hành, có được hay không? Ngọc Thương đáp lại, được, sáng sớm ngày mai khởi hành, ta tự mình bồi viên huynh đệ đi. Viên cương nhắc nhở, sự tình này, quyết không thể để lộ bí mật. Ngọc Thương, không cần nhắc nhở, ta tự nhiên minh bạch, viên huynh đệ yên tâm, trước khi đại quân xuất phát chắc chắn sẽ không để người biết, bất quá trở đến lúc đại quân chân chính muốn vượt qua sa mạc, động tính quá lớn, sợ là muốn giấu cũng không che giấu nổi, cho nên. Viên cương lười cùng phí lời với hắn, trực tiếp rời đi. Sáng mai lúc xuất phát liên hệ ta, Ngọc Thương ách ách, sau đó vội vàng nhìn độc cô tĩnh phất tay nói. Nhanh, người tự mình đi an bài địa phương cho viên huynh đệ nghỉ chân. Vâng, độc cô tĩnh tranh thủ đi theo hỏi. Viên tiên sinh, mời đi theo ta. Trong điện an tĩnh, Ngọc Thương mới phản ứng lại, sự tình trang hồng nhờ hắn hỏi thiết yến khoản đãi còn chưa nói. Sự tình này cũng tạm thời ném ra sau đầu, trước tiên bố trí sự tình ngày mai đi sa mạc vô biên quan trọng hơn. Chờ hắn bố trí nơi này kỹ càng, Độc Cô Tính cũng quay về bẩm báo. Đã sắp xếp cẩn thận, bất quá vị này thực có chút không thông tình lý. Ngọc Thương than thở, chỉ cần hắn hoàn thành sự tình, chỉ cần không phải chạy tới đùa chúng ta, những cái này đều là chuyện nhỏ. Độc Cô Tính gật đầu, tiếp đó lại thấp giọng nói: thanh tam hống đao kia ngọc thương đừng có mà ghi nhớ năm đó tây vô tiên tốn ba năm luyện chế ra đao này thả cuồng ngôn thuyết pháp ba con hổ gầm chỉ là cho thấy thực lực người dùng đao mà thôi là bảo đao không sai nhưng không phải bảo bối gì còn phải xem người dùng là ai người đạt được cũng không có tác dụng gì thời điểm này đừng thêm phiền toái ai gọi chư vị trưởng lão tới nghị sự sự tình bạch trưởng lão còn phải cùng mọi người giải thích thoáng một chút vâng độc cô tính lĩnh mệnh rời đi đêm đó Trang Hồng phái người đi mời Viên Cương dự tiệc, nhưng Viên Cương chỉ cảm ơn, không đi. Sáng sớm, đám người Ngọc Thương kể cả Viên Cương lặng lẽ xuất phát, hành động bí ẩn. Không bí ẩn không được, sự tình can hệ trọng đại, một khi để Tấn Quốc biết mà nói, Tấn Quốc tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết Viên Cương, cắt đứt thông đạo sa mạc của Tần Quốc. Mà này cũng là địa phương Ngọc Thương khó hiểu, Viên Cương vì giúp bên này, làm mình gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy đáng giá sao? Này không phải chỉ nói sự tình vượt qua sa mạc, tương lai mặc kệ ai chiếm phía tây đều dung không được vị này. Nam Châu, trong tĩnh thất, như hữu đạo ngạc nhiên quay đầu lại. Một đao chém giết trưởng lão hiểu nguyệt các bạch thượng thành. Quản phương nghi liên tục gật đầu, phải, chỉ một đao, bạch thượng thành không thể ngăn trở, bị hầu tử chém thành hai đoạn, mất mạng tại chỗ. Sự tình này trong Hoàng cung Tần Quốc có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy, đã không phải bí mật gì. Căn cứ thám tử báo, hai người tiến vào không bao lâu liền giao thủ, này là chuyện gì xảy ra? Tuy bên này ngoài miệng nói viên cương đi rồi thì đừng trở về, nhưng vẫn còn quan tâm, viên cương vừa đi, liền để thám tử bên tần quốc quan tâm. Nhiêu hữu đạo lạnh nhạt nói, nghe hầu tử nói, tô chiếu bản danh gọi bạch tô, thời điểm chết là bị bá phụ nàng tự mình mang người truy sát, mà bá phụ nàng chính là trưởng lão hiểu nguyệt các. Quản phương nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, bạch thượng thành chính là bá phụ giết chết tô chiếu, chẳng trách, cha cha, hầu tử này còn thù rất dai, Nhiêu hữu đạo chắp tay nói thầm vậy mà có thể một đao giết trưởng lão hiểu nguyệt các, thực lực lại tiến mạnh, si vưu vô phương đến tột cùng là thứ quỷ gì. Trước đây hắn cũng thường thường kéo viên cương bồi luyện, nhưng sau khi tiến vào thánh cảnh thì không còn cơ hội, tình huống trước mắt cũng không thích hợp lại kéo viên cương bồi luyện, hai người đã rất lâu không có giao thủ. Quản phương nghi không biết hắn nói thầm cái gì, phía đông tây bình quan, đại quân tần quốc, trung quân có khách tới, độc cô tĩnh đến, xông thẳng trung quân, nhìn thấy la chiếu liền chào hỏi. Tướng quân, la chiếu quay đầu nhìn lại kinh ngạc sao độc cô tiên sinh lại đến rồi độc cô tĩnh nói có thánh chỉ lệnh tướng quân mau chóng bố trí đại quân rút lui rút lui la chiếu kinh ngạc độc cô tĩnh quay đầu lại nhìn xung quanh phất tay ra hiệu người không liên quan lui ra la chiếu phất tay ra hiệu người khác trong lều làm theo người đều đi ra ngoài độc cô tĩnh để sát vào bên tai hắn nói thầm la chiếu lộ vẻ kinh hỉ khó có thể tin nói là thật độc cô tĩnh quốc sư tự mình đi xem, ta cũng ở hiện trường tận mắt nhìn, chắc chắn sẽ không sai. Chuyện này cực kỳ quan trọng, trước đó không được để lộ bí mật, cho nên quốc sư tự mình lệnh ta đi một chuyến. La Chiếu hưng phấn vỗ tay nói, được, ta làm theo ngay, lập tức bố trí công việc rút lui. Không gấp, độc cô tĩnh xua tay, lại để sát vào bên tai hắn thấp giọng nói. Quốc sư bảo ta đến, còn có một chuyện hỏi tướng quân, viên cương kia luôn miệng nói là đến giúp ngươi, quốc sư muốn biết, hai người các ngươi có ngọn nguồn gì hắn lại gánh chịu nguy hiểm to lớn như vậy đến giúp ngươi giúp ta la chiếu ngạc nhiên không hiểu nói ta và hắn không quen biết a à. không quen biết độc cô tĩnh biểu thị hoài nghi tướng quân sự tình này không phải đùa người cẩn thận ngẫm lại xem đích xác là không đùa được này thật không phải chuyện nhỏ đối phương chủ động tới mạo hiểm hỗ trợ vạn nhất có âm mưu mà nói hậu quả khó mà lường được một khi đối phương dẫn đại quân tần quốc vào sa mạc đột nhiên kiếm chuyện binh mã tần quốc không toàn quân bị diệt mới lạ. Đích xác là không quen biết, bất quá, La Chiếu lại có chút do dự, độc cô tĩnh vội vàng hỏi, nhớ ra cái gì sao? La Chiếu lắc đầu, ta khẳng định không nhận thức viên cương của Mao Lư Sơn Trang, chỉ là ta cũng không dám xác định trước đây có gặp qua người này hay không, hắn có dùng thân phận khác gặp ta hay không, trước khi chưa thấy mặt, ta không cách nào kết luận. Trường 1875, người sáng mắt không làm chuyện mở ám. Độc cô tĩnh trầm mặc được, Tướng quân an bài công việc rút quân trước, có biết hay không quay đầu lại gặp mặt sẽ rõ." La Chiếu gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó La Chiếu tiến hành bố trí, nhân mã khổng lồ như thế khẳng định phải có kế hoạch rút lui chu toàn, không thể nói đi là đi. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh, sau một ngày, chủ lực quân Tần tấn công Tây Bình Quan đột nhiên rút đi. Động tác này không được hoàng đế Tần Quốc phê chuẩn, nhưng La Chiếu rất rõ ràng, hoàng đế Tần Quốc chỉ là con rối, tuân theo pháp chỉ của Ngọc Thương là được. Doãn trừ kinh ngạc, không biết là chiếu chơi cho gì, lệnh thám tử lặp đi lặp lại điều tra xác nhận. Đợi đến khi chủ lực quân tần đi xa, mới biết thật rút đi. Cái gì, rút lui, Cao Phẩm đang ở biên cảnh tề vệ tuần sát nghe báo nhảy xuống lưng ngựa hỏi. Rút lui về vị trí nào? Phía dưới lập tức có quân sĩ mở địa đồ, căn cứ Tây Bình quan báo cáo, vạch ra trạng thái rút đi trước mắt của quân tần. Lui về Bắc, không giống như rút về nội địa tần quốc. Cao phẩm nhìn chầm chầm địa đồ, ánh mắt kiểm tra phương hướng quân tần rút đi. Lẽ nào muốn vượt qua núi sao? Núi cao đường hiểm, băng tuyết kỳ hàn, đại quân căn bản không thể vượt qua. Cuối cùng ánh mắt dừng ở sa mạc vô biên, lẽ nào muốn hành quân thông qua sa mạc? Không thể, coi như không sợ quái thú trong sa mạc, đại quân và đồ quân nhu cũng không cách nào thông qua sa mạc minh mông như vậy. Ánh mắt lại nhìn lên, dừng ở bờ biển, lẽ nào muốn vượt biển vu hồi đến tề quốc? Cũng không thể, nhiều người như thế, bao nhiêu thuyền mới có thể vận tải? La Chiếu đang làm cái quỷ gì? Cao phẩm lặp đi lặp lại cân nhắc nói thầm, thực không nghĩ ra quân tần đến cùng muốn làm gì. Trong lòng một chút ngọn nguồn cũng không có, không cách nào làm ra ứng đối hữu hiệu. Không có biện pháp, chỉ có thể phân phó. Lệnh thám tử tiếp tục quan tâm, đồng thời lệnh hắc thủy đài hành động, cần phải tìm hiểu ra ý đồ của quân tần. Hắn có chút thấp thỏm, trên chiến trường sợ nhất là tình huống không hiểu nổi lên, lo lắng La Chiếu đánh úp. Vâng. Thuộc cấp lĩnh mệnh chấp hành, Cao Phẩm quay đầu lại nhìn trưởng lão Khí Vân Tông nói. Trưởng lão, lập tức phái ra một nhánh tu sĩ, đi qua sơn mạch một chuyến, nhìn xem phải chăng có sơ sẩy gì hoặc bí đạo thông hành chưa từng phát hiện hay không. Trưởng lão Khí Vân Tông gật đầu, được, Cao Phẩm lại bổ sung căn dặn một câu. Trưởng lão, sự tình này không sơ sẩy được, không thể so với vệ quốc, vệ quốc vừa bắt đầu đã bị ta đánh tan giá, không cách nào hình thành lực lượng tác chiến hữu hiệu, ta mới có thể nhanh chóng diệt vệ quốc quân tần không giống kia là một lực lượng tác chiến hoàn chỉnh mà la chiếu cũng rất có năng lực một khi quân tần tham dự sẽ chế tạo cho quân ta áp lực không nhỏ la chiếu đột nhiên rút quân lên phía bắc tất có mưu đồ minh bạch chắc chắn sẽ bảo bọn hắn trận to hai mắt kiểm tra nếu như ai có mắt không chồng mặc kệ người nào tùy ý đại soái xử trí theo quân pháp trưởng lão khí vân tông bảo đảm quân tần động tính dị thường đã tạo thành áp lực cho tấn quốc vì trận chiến này các loại gián điệp mật thám bí mật của tần quốc toàn diện động viên, nhưng cái gì cũng hỏi không ra. Tần quốc vì bảo mật, toàn bộ quân tần chỉ có la chiếu biết. tướng lĩnh khác trong quân hỏi, la chiếu giữ bí mật không nói, có thể nói giữ nghiêm bí mật, không dám có chút để lộ. mà nội bộ tần quốc biết tình huống chỉ có ngọc thương và độc cô tính. cho dù trưởng lão hiểu nguyệt các truy cứu sự tình bạch thượng thành bị giết, ngọc thương cũng không dám tiết lộ, chỉ nói là tuyệt mật, cũng bảo đảm với bọn hắn nhất định sẽ cho bọn hắn một câu trả lời đến thời điểm chư vị trưởng lão tự nhiên lý giải vì sao không truy cứu. Tề quốc ngược lại hưng phấn lên, không biết Tần quốc có kế hoạch gì, phái sử giả liên hệ Tần quốc, Tần quốc cũng giữ nghiêm không báo, chỉ nói thời cơ đến tự nhiên sẽ thông báo cho Tề quốc phối hợp, mà trước đó kiên quyết không chịu thổ lộ nửa chữ. Cùng lúc đó, Tần quốc lại lần nữa phái sử giả liên hệ Tống quốc. Không có biện pháp, Tống, Hàn, Yến đều không muốn nhìn thấy Tấn quốc lớn mạnh, đều bức Tần quốc liên thủ với Tề quốc kháng tấn, nếu như không theo, Hàn Quốc và Yên Quốc là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho Tần Quốc. Bây giờ tình cảnh của Tần Quốc là lấy lực lượng quốc gia đối kháng Hàn Quốc và Yên Quốc hay cùng Tế Quốc đồng thời đối kháng Tấn Quốc, hai lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều. Huống chi sau khi Tấn Quốc lớn mạnh, thời điểm vung binh đông tiến, cái thứ nhất xui xẻo chính là Tần Quốc, làm sao có thể bỏ mặc? Bất quá bên Tống Quốc không giống, Tống Quốc cũng không muốn nhìn thấy Hàn Quốc và Yên Quốc lớn mạnh, cũng không muốn nhìn thấy hai nước chiếm đoạt Tần Quốc, bởi vậy Tống Quốc bảo đảm, chỉ cần tần quốc liên thủ với tề quốc kháng tấn tống quốc sẽ ở hậu phương kiềm chế hàn quốc và yên quốc tần quốc phái sứ giả đi tới lại lần nữa được bảo đảm mà tấn quốc vì ổn định tần quốc muốn cung cấp lương thực cho tần quốc nhưng tiền đề là tần quốc từ bỏ liên minh với tề tần quốc rất muốn những lương thực này nhưng sao có thể không nhìn ra ý đồ của tấn quốc chỉ cần tần quốc dám muốn lương thực hàn quốc và yên quốc tất nhiên sẽ phát binh tấn công tấn quốc là giáp tâm hại người muốn tần quốc đi tiêu hao quốc lực của tần hàn yên sau khi cân nhắc thiệt hơn, thêm nữa có tần biện pháp, Tần Quốc tự nhiên cự tuyệt hảo ý của Tấn Quốc. Mà Hàn Quốc và Yên Quốc dường như cũng kết minh, trọng binh ở biên cảnh hai nước đều lục tục rút đi, lấy lòng lẫn nhau. Hai nước đồng thời tập kết binh lực về hai hướng đông tây, một khi có biến, sẽ liên thủ nuốt Tần, lại muốn liên thủ chống đỡ Tống Quốc ở hậu phương làm loạn. Động tác này rõ ràng là bước Tần Quốc cứu viện Tề Quốc. Tần Quốc không thể không làm, nhưng biết đây là uống rượu độc giải khát, một trường hạ xuống mặc kệ có thể đánh thắng hay không quốc lực của tần quốc cũng bị thương nặng coi như đánh thắng tần quốc suy yếu cơ hội kiếm được tiện nghi không nhặt thì phí hàn quốc và yên quốc đều có khả năng xuất binh chiếm đoạt tần quốc trước mắt hy vọng ở liên hiệp tề quốc tề quốc đáp ứng chỉ cần song phương liên hiệp thành công tương lai hàn quốc và yên quốc gây bất lợi cho tần mà nói tề quốc nguyện ý xuất binh trợ tần loại hứa hẹn này không hẳn đáng tin nhưng có một điểm là đáng tin tề quốc hứa hẹn về quốc đối tần quốc hiệp ước xưa Nguyện ý Tây Bình Quan giao cho Tần Quốc, xem như bán vệ quốc. Chỉ cần đẩy lùi Tấn quốc, coi như Tần quốc có tổn thất, Tần quốc cũng có thể Tây tiến vào trong Tây Bình Quan, chấn giữ Tây Bình Quan, chiếm cứ lãnh địa cũ của vệ quốc. Ở điểm này, chỉ cần quân Tần nhập quan tham chiến, liền không thể dung Tề quốc đổi ý, trừ khi Tề quốc nguyên khí đại thương còn muốn cùng Tần quốc làm một cuộc, chỉ có thể liên thủ với Tần quốc đối kháng Tần quốc. Bị người dùng đao gác ở trên cổ đi theo nước khác đánh trận, tư vị này thật không dễ chịu nhưng Tần Quốc không có biện pháp, sức lực không đủ, một nhà căn bản đánh không thắng hai nhà, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tần Quốc phát động trận đại chiến này, diệt về quốc, kiếm chỉ tề quốc, cũng làm Tần Quốc rơi vào tình thế nguy cấp, quốc gia tới gần chiến trường không thể không đếm xỉa đến. Thế cục trong lúc nhất thời biến thành phức tạp vi diệu, thiên hạ dường như có một trận bão táp to lớn sắp tới. Biên giới sa mạc minh mông, quân tần lặn lội đường xa rốt cục đến, nhân mã tiền phong đến, tụ họp với đám người ngọc thương. Ngọc Thương trước tiên giới thiệu viên cương cho La Chiếu nhận thức, đồng thời quan sát. Viên tiên sinh, nghe tiếng đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. La Chiếu phong trần mệt mỏi mà đến nhìn viên cương chào hỏi, thái độ khách khí, cũng cẩn thận phân biệt. chương 1876, nổi danh thiên hạ một. Sau khi nhìn thấy người, trong lòng có chút buồn bực, có thể khẳng định trước đó tuyệt đối chưa từng gặp người này, nếu như gặp qua không thể không có ấn tượng. Nhìn thấy vị này, ánh mắt viên cương có chút phức tạp, tâm tình cũng có chút phức tạp, cảm giác có chút xin lỗi người ta, nguyện ý đến giúp người ta, không hẳn không có tâm thái trả lại. Cho nên gật đầu, ngươi hảo, nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Thương ra hiệu, La chiếu dò hỏi. trí nhớ của La Mỗ không tốt, xin hỏi tiên sinh, trước kia chúng ta phải chăng đã gặp qua. Viên cương, chưa từng thấy, La Chiếu nhất thời không rõ, tiên sinh không xa vạn dặn đến đây, nghe quốc sư nói, tiên sinh từng nói là vì giúp ta mà đến, không biết có phải thật hay không. Viên cương, đúng thế, la chiếu càng ngày càng kỳ quái. Ta và tiên sinh không quen biết, không biết vì sao tiên sinh phải giúp ta. Viên cương, được người nhờ vả, la chiếu hổ nghi, xin hỏi một câu, không biết là được người phương nào nhờ vả. Viên cương trầm mặc, không biết nên hồi đáp thế nào, nhưng loại sự tình này, hắn người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, cảm thấy không cần ẩn giấu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, xoắn suýt không bằng sảng khoái, bình tĩnh trả lời. Phùng quan nhi, đám người ngọc thương hai mặt nhìn nhau phùng quan nhi không phải vợ trước của la chiếu sao là vợ trước của la chiếu mời người đến giúp đỡ vợ trước của la chiếu có thể có bản lĩnh này trước đó mọi người nghĩ cũng không nghĩ tới la chiếu sửng sốt một chút sau đó sắc mặt đại biến dường như nghĩ đến cái gì cái khác hắn không biết nhưng có một điểm hắn hiểu đối phương giúp sự tình này tuyệt đối sẽ rước lấy thiên đại phiền phức mất mạng khả năng cũng rất lớn phùng quan nhi có thể có mặt mũi này môi hắn căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm viên cương, hỏi. Nàng mất tích qua một đoạn thời gian, là đi cùng với ngươi. Viên cương trầm mặc, cuối cùng vẫn thừa nhận, phải, sắc mặt la chiếu trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt, tìm được, rốt cuộc tìm được người phùng quan nhi không chịu nói kia, nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ. Ta và nàng đã không có bất luận quan hệ gì, không cần nàng giúp ta. Nghe xong những lời này, lại nhìn phản ứng của la chiếu, đám người ngọc thương lập tức minh bạch, đều có chút há hốc mồm ngọc thương càng dở khóc dở cười rất muốn hỏi viên cương người ở trước mặt mọi người thừa nhận sự tình này có phải ngốc hay không hả đây là tới hỗ trợ hay là đến kiếm chuyện độc cô tính cũng rất muốn hỏi loại sự tình này không thể mượn một bước nói chuyện sao trước mặt mọi người nói ra bảo la chiếu làm sao chịu nổi la chiếu không thèm nói chuyện nữa một câu không cần hỗ trợ sau đó xoay người rời đi hắn làm sao có khả năng sảng khoái tiếp nhận phần nhân tình này tuy đã không quan hệ gì với phùng quan nhi Phùng Quan Nhi thật lòng có ý giúp hắn, nhưng đối với hắn mà nói, là thiên đại nhục nhã. Trước kia liền có lời đồn, nói hắn tuổi còn trẻ có thể ngồi vững vị trí đại đô đốc Tống Quốc, chính là vì bối cảnh lăng tiêu các của Phùng Quan Nhi. Năm đó có thể cười bỏ qua, nhưng giờ phút này gặp lại sự tình như vậy, thật không cách nào hào hiệp. Ngọc Thương lập tức ném viên cương lại, đuổi theo La Chiếu, kéo La Chiếu qua một bên, khuyến cáo nói. Tuy Lão Phu không dám xác nhận đã phát sinh sự tình gì, nhưng lúc này sao có thể hành động theo cảm tình. Nam tử hán đại trưởng phu hàng đầu là kiến công lập nghiệp, có thành tựu lo gì không có thê thiếp. La Chiếu phẫn nộ rồi, quốc sư, chẳng lẽ người muốn ta dựa vào tiện nhân kia thành tựu. Nói xong liền đi, Ngọc Thương lại đuổi theo, viên cương nhìn qua, cũng không biết hai người nói cái gì, bất quá có thể nhìn ra, cuối cùng dường như thuyết phục được La Chiếu. Sự tình đến mức độ này, La Chiếu không bị thuyết phục cũng không được, là Ngọc Thương có thể từ bỏ, hay La Chiếu hắn có thể không đáp ứng ngọc thương trở về vẻ mặt bất đắc dĩ đối mặt viên cương hắn xem như phục rồi trải qua một đoạn thời gian hắn cũng coi như nhìn ra người này giống như dám thí tính cách sảng khoái xong việc a à. sửa tình dựa theo kế hoạch nguyên lai tiến hành đợi đại quân đến đông đủ viên cương đi vào trong sa mạc tới một cồn cát đối mặt thiên địa minh mông bao la mở hai tay ra ô phát sinh tiếng gầm gừ kéo dài đám người ngọc thương ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy trong sa mạc bắt đầu có động tính có linh tinh vài con sa hạt chọc thủng tầng cát chui ra đầu nhìn qua bên này, dựng thẳng đuôi gấp gáp rung động. Đây chỉ là bắt đầu, phi cầm cỡ lớn ở trên không trung tuần tra đã thấy tình hình phía dưới giống như gợn sóng khuếch tán, không ngừng có xa hạt chọc thùng tầng cát chui ra, đầu quay về một hướng rung động đuôi bò cạp. Tình cảnh này một đường lan xa, từ không trung nhìn xuống như hạt mưa đánh vào mặt hồ, càng ngày càng nhiều xa hạt trồi lên mặt đất. Trong gió khô giáo, viên cương im lặng một hồi lâu, lại lần nữa mở ra cánh tay, phát sinh thanh âm kéo dài. Sa hạt nhanh chóng chạy tới, từ gần đến xa đều lục tục có động tác, cũng bắt đầu tập trung qua. Sa hạt tập trung thành đàn, từ không trung nhìn xuống giống như con kiến, rất là đồ sộ. Mà người ở trên mặt đất thì cảm nhận được rung động đến từ sa mạc, vô số sa hạt vọt tới. Làm quân sĩ ở biên giới sa mạc trên mặt đều dần dâng hiện lên cảm giác sợ hãi. La Chiếu cũng kinh nghi bất định nhìn một màn này, nhìn bóng lưng cao lớn kia, thân sắc phức tạp, hắn đột nhiên rất muốn biết, sở dĩ Phùng Quan Nhi thay lòng đổi dạ, có phải bởi vì nam nhân này cường đại hơn hắn nguyên nhân hay không? Quân đoàn xa hạt lít nha lít nhít tập kết ở trước mặt viên cương, làm người xem tê cả ra đầu. Viên cương đình chỉ hô hoán, hai tay thả xuống, xoay người đối mặt Ngọc Thương nói. Hẳn là được rồi, Ngọc Thương hỏi, có thể bắt đầu rồi sao? Viên cương gật đầu, nắm chặt thời gian, Ngọc Thương lập tức quay đầu nói. Nhanh, độc cô tính cấp tốc bay lượn đến bên người la chiếu truyền đạt, la chiếu cũng vội vàng truyền quân lệch nhưng sau khi quân lệnh truyền ra, quân sĩ không người dám chấp hành, cuối cùng vẫn là đầu cô tính lệnh một vài tu sĩ làm gương, các tướng sĩ mới dám chậm rãi tới gần những sa hạt khuôn mặt dữ tợn khủng bố kia, thử nghiệm bò lên trên lưng sa hạt, xác nhận sa hạt dịu ngoan, lúc này mới kéo người khác làm theo. Đại quân lập tức trở nên bận rộn, các loại vật tư phân tán cột chặt ở trên người sa hạt, đợi người và vật tư ổn định ở trên lưng sa hạt, viên cương cũng đứng ở trên người một con sa hạt hình thể khổng lồ. Ngọc Thương và độc cô tĩnh thủ ở sau lưng hắn, cực kỳ cảnh giác xung quanh. Trước đã nói xong rồi, nhất định phải có người giám sát viên cương, phòng bị ngoài ý muốn. Viên cương cũng có thể lý giải, lo lắng hắn làm loạn dẫn đến quân tần toàn quân bị diệt ở trong sa mạc, trong lòng hắn không có quỷ, nên không đáng kể. Ô, theo viên cương ra lệnh, sa hạt lao nhanh vào trong sa mạc. Đám người viên cương cưỡi ở phía trước, phóng về phía sa mạc vô biên vô hạn. Thanh âm ảo ảo, đàn sa hạt bắt đầu xông theo, các tướng sĩ ngồi ở trên lưng Sa hạt đã mới mẻ lại sốt sáng, một khắc này tất nhiên cả đời khó quên. Trên không nhìn lại, đội ngũ khổng lồ không gì sánh được rong rồi ngang dọc ở trong sa mạc. Này vẻn vẹn chỉ là 500.000 nhân mã tiên phong, Tần Quốc còn không dám được ăn cả ngã về không, đám nhân mã này xem như đi đầu dò đường. Mà Viên Cương cũng không đề nghị như ông vỡ tổ, cân nhắc đến quy mô nhân viên quá mức khổng lồ, lo lắng triệu hoán số lượng sa hạt không hẳn quay vòng được. Tuy hắn kiến thức qua sa hạt cường hãn, nhưng sa mạc vô biên thực quá mênh mông, chờ hết người đi mà nói, thể lực của sa hạt không hẳn ăn tiêu. Trên đường có tu sĩ vô biên các lui tới, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn tưởng mình mắt hoa. chương 1877, nổi danh thiên hạ 2. Trên đường thỉnh thoảng có tu sĩ bay vào đứng ở trên cồn cát, ngơ ngác nhìn một màn này, thực sự là quá mức kỳ huyễn. Hoàng cung tề kinh, đào lược vội vã xông vào ngựa thư phòng, bẩm báo. Bệ hạ, đã xác nhận, quân tần đích xác mượn sa hạt vượt qua sa mạc vô biên. Hạo vân đồ đứng lên, giật mình nói, quả thực có sự tình thần kỳ như thế. Đào lược, chính xác trăm phần trăm, phải đi người tận mắt xác định, ở trong sa mạc minh mông cuồn cuộn tiến lên, tốc độ hành quân nhanh vượt xa hành quân ở trên đồng bằng, đoán chừng không ra ba ngày, quân tần sẽ đến tề quốc ta. Hạo vân đồ phấn chấn nói, tốt, lập tức dựa theo thương nghị tiếp ứng cho tần quốc, chiến mã vật tư đúng lúc vào chỗ chiến mã là không cách nào thông qua xa hạt vận chuyển cái này cần tề quốc cung cấp mà tề quốc cũng đáp ứng chỉ cần có thể đẩy lùi quân tấn tề quốc không thiếu chiến mã trước địa đồ gương mặt cao phẩm căng thẳng trên địa đồ biểu thị ra tuyến đường xa hạt tiến lên mục đích tự nhiên cũng hiện ra động tĩnh lớn như vậy đã náo động toàn bộ tu tiên giới bằng con đường tin tức của tấn quốc làm sao có khả năng không biết nhưng hiện tại vấn đề là mục đích của quân tần không phải quân tấn trước mắt có thể chạm đến coi như quân Tề một đường mở rộng để bọn hắn gấp rút lên đường, cũng không cách nào đúng lúc chạy tới ngăn cản. Nhưng quân Tề làm sao có khả năng để quân Tấn hắn thông suốt, nếu quân Tấn dám thâm nhập, Hồ Diên vô hận tất nhiên sẽ nhân cơ hội hạ thủ. Nhưng một khi để quân Tần tiến vào Tề quốc tập kết, quân Tấn sẽ không đơn thuần là phải đối phó quân Tề, còn phải phân ra trọng binh tới đối phó quân Tần. Không nghĩ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, quân Tần sẽ lấy loại phương thức này đến hành quân. Đối mặt loại tình huống này, hắn một chút tính khí cũng không có. Ngoài trướng, một tướng lĩnh nhanh chân đi vào bẩm báo. Đại soái bệ hạ truyền chỉ, cao phẩm trầm giọng nói, nói, phó tướng nói, triều đình đã tìm rõ, quân tần có thể vượt qua sa mạc của vô biên các, là được mau lư sơn trang của Nam Châu Yên Quốc hiệp trợ, thủ hạ tâm phúc viên cương của Ngưu Hữu Đạo, đã xác nhận là người này có thể điều động xa hạt. Trước đó vài ngày, người này ở trong tần cung đao chém trưởng lão hiểu nguyệt các bạch thượng thành, hắc thủy đài không thể đúng lúc phân biệt rõ tình huống, đã bị bệ hạ trách cứ. Cao phẩm trầm giọng nói, xác nhận thì đã có sao, bây giờ nói cái này không phải quá muộn sao. Phó tướng, trước mắt vận chuyển vẻn vẹn là nhân mã tiên phong của Tần Quốc. Bệ hạ báo tin, khí vân tông đã tổ chức cao thủ đi chặn giết, chỉ cần giết được viên cương, đại bộ phận nhân mã của Tần Quốc sẽ không cách nào nhập tề, nhất định có thể giảm bớt áp lực cho đại soái. Cao phẩm buông tiếng thở dài. Tần quốc và tề quốc có thể không biết tầm quan trọng của viên cương sao, tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ. Đến hiện tại mới biết có một người như thế tồn tại, phương diện tình báo của tấn quốc ra lỗ thủng lớn như thế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc thủy đài thất trách, thế lực tu sĩ lấy khí vân tông dẫn đầu cũng có thất trách. Ai, chỉ mong có thể thành công. Trung quân, Hồ Diên vô hận nghe xong bẩm báo không khỏi suy tư, nói thầm. Viên cương, là hắn, cha hồ mỉm cười nói. Phải, lúc trước tướng quân rất xem trọng hắn, muốn mời chào, còn ban tặng hắn tam hống đao. Nghe nói hắn chính là dùng tam hống đao tướng quân ban tặng chém trưởng lão hiểu nguyệt các, thật không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh này. Nói đến vẫn là tướng quân có ánh mắt, nếu lúc trước không phải tướng quân dơ cao đánh khẽ thả hắn, nếu giết hắn mà nói, sao lại có quân tần đến cứu viện ngày hôm nay, có thể nói nhân quả thiện báo. Hô Diên vô hận lắc đầu, tính cách của tiểu tử kia ở trong thế tục là không có kết quả tốt, thằng tính thích hợp pha trộn ở trong quân, nhưng vắng vẻ vô danh ở bên người như hữu đạo đáng tiếc cha hồ nhưng bây giờ đã nổi danh thiên hạ một đao chém giết kim đan đỉnh phong đủ để làm người khác chú ý trong một lều vài cách đó không xa huyền vi nện bàn dùng sức quá độ làm trên nắm tay chảy máu một tay nàng nắm xiêm y ở ngực hình như cực kỳ ảo não sao lại quên hắn chứ tây môn tình không yên lặng đi tới trước mặt giúp nàng xử lý vết thương nhưng huyền vi không để ý tới đau đớn trái lại là một bộ đau lòng nhức óc Tây môn, người khác không biết còn có thể thông cảm được, chúng ta là tận mắt nhìn thấy hắn điều động xa hạt, sao không nghĩ tới hắn, nếu sớm nghĩ đến, nếu như quân tần sớm ngày vượt quan Tây Tiến, về quốc ta sao sẽ rơi xuống nông nỗi như vậy. Tây môn tình không, là nhìn thấy, nhưng chúng ta không biết hắn có thể điều động xa hạt vận chuyển binh lực, đã như vậy, hối hận sự tình này cũng không tất yếu. Huyền Vi, đừng tự trách nữa, mỗi ngày ngươi đều sống ở trong tự trách, nhìn bản thân sắp thành cái dạng gì có chút sự tình thật không phải ngươi sai. Huyền Vi cất tiếng đau buồn nói, là ta vô năng, biên giới sa mạc ở phương hướng Tề Quốc, xa hạt đình chỉ đi tới, động vật giáp xác vốn sợ nước, sợ hãi lục địa ở ngoài sa mạc. Các tướng sĩ cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi qua cũng huệ oải, từ trên thân sa hạt leo xuống, y nguyên bận rộn tháo dỡ vật tư. Quân Tề đã đến một đạo nhân má tiếp ứng, song phương lẫn nhau bắt chuyện, hiệp thương an bài công việc nghỉ ngơi, sự tình này tự có la chiếu xử lý. Đám người Ngọc Thương thì gặp mặt tu sĩ do tề quốc phái tới, dẫn theo mọi người đi gặp Viên Cương. Mà bên người Viên Cương đã tụ tập một đám cao thủ hiểu nguyệt các, mắt nhìn chằm chằm cảnh giác bốn phía, hiểu nguyệt các đã biết động tính quá lớn, không cách nào ẩn giấu, chỉ có thể tập trung lực lượng mọi người bảo hộ Viên Cương. Viên huynh đệ, này là trải qua hiểu nguyệt các phối hợp, tề quốc phái tới cao thủ của Đại Khâu Môn, Huyền Binh Tông, Thiên Hỏa Giáo, đều là đến bảo hộ ngươi. Ngọc Thương nhiệt tình giới thiệu, mọi người chắp tay chào hỏi, đường đường người của tam đại phái tề quốc cũng thả xuống kiêu căng. Viên cương mặt không hề cảm xúc, không kêu tiếng nào, chỉ lạnh lùng quét nhìn mọi người, không có hứng thú phản ứng bọn hắn. Một nguyên nhân khác không muốn phản ứng là, hắn không am hiểu kinh doanh nhân mạch, sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nhân viên tam đại phái của tề quốc ngược lại không lấy làm kỳ quái. Ở chung một đoạn thời gian, Ngọc Thương xem như thăm dò ra tính cách của viên cương, đã báo cho người của tam đại phái, các người muốn gặp mặt chào hỏi ta không ngăn trở, bất quá tính cách của người này có chút cổ quái, trước tiên làm tốt chuẩn bị không phiền lòng. Mặc dù như thế, nhưng người của tam đại phái vẫn đến, đều muốn nhìn kỳ nhân có thể điều động xa hạt bộ dạng ra sao, đặc biệt là nghe nói vị này một đao chém giết trưởng lão hiểu nguyệt các. Có thể một đao chém giết một vị kim đan đỉnh phong, người ở bên ngoài xem ra, cũng đích xác là có tiền vốn tự kiêu. Lúc này gặp được bản tôn, vừa nhìn hình dạng, quả nhiên không tầm thường, vóc người cao to, hơn nữa khuôn mặt đỏ thấm. Viên Cương cũng không muốn bộ dạng mình đáng chú ý như thế, nhưng này không phải hắn có thể khống chế. Chúng thứ độc kia, sau khi lấy thân thể hóa giải liền thành như vậy, dường như mãi mãi không khôi phục được bình thường như trước. Ngọc Thương có chút bất đắc dĩ, người ta là đến bảo hộ ngươi, người thậm chí ngay cả lời cảm tạ cũng không có, để hắn nói cái gì cho phải đây, chỉ có thể nhìn người Tề quốc cười áy náy, lại nhìn Viên Cương nói: Viên huynh đệ, nơi này giao cho La tướng quân đến xử lý, chúng ta quay trở lại tiếp nhân mã khác đi. Viên cương, không gấp, sắc mặt Ngọc Thương ngưng trọng nói. Viên huynh đệ, này không phải sự tình gấp hay không gấp, tin tức đã không che giấu nổi, đang khuếch tán ra, bên tấn quốc chắc chắn có hành động, hiện tại ngươi không thích hợp ở lâu nơi này, hơn nữa còn phải đi đường vòng phản hồi, đề phòng trên đường có mai phục. chương 1878, ám sát, viên cương nhấc ngón tay, chỉ về phía quân sĩ còn tháo rỡ vật tư. Mọi người nhìn qua, nhất thời minh bạch, một khi vị này rời đi, vạn nhất xa hạt không chịu khống chế, Vật tư chưa tháo rỡ sẽ bị hư hỏng, sẽ không công vận chuyển xa như thế. Ngọc Thương lập tức quay đầu lại bàn giao, lệnh bọn hắn tăng nhanh tốc độ, trước tiên lấy vật tư xuống, sau đó chậm rãi vận ra. "Vâng, độc cô tính lĩnh mệnh đi truyền đạt." Sau khi ra lệnh một tiếng, trung tướng sĩ nhanh chóng cởi đồ vật trên người sa hạt xuống, trực tiếp vứt ở trên đất. Tiếp xúc lâu dài như thế, đã không sợ hãi những quái vật này rồi. Đợi vật tư trên người sa hạt không còn, Viên Cương lại mở ra hai tay. "Ô" xa hạt nhất thời nóng này, tựa như mất đi gò bó, lục tục xoay người, hoặc nhanh hoặc chậm lao vào trong biển cát mênh mông, hoặc trốn vào trong cát biến mất. Người tề quốc hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rất thần kỳ. Sau đó hiểu nguyệt các và tam đại phái tề quốc dồn dập điều động phi cầm cỡ lớn bay lên không, che chở viên cương rời đi, có hơn 30 con phi cầm cỡ lớn hộ tống. Cũng không tập trung ở một khối, mà trước trước sau sau phân tán ra, cảnh giác có người tiếp cận. Nam Châu, trong tính thất tu luyện, quản phương nghi lại tới quấy giày nghiêu hữu đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa im lặng quản phương nghi đợi một lúc thử nhắc nhở lần nữa nhóm nhân mã đầu tiên đã thành công vượt qua còn phải tiến hành nhóm thứ hai nếu theo quy mô nhóm đầu tiên mà nói sẽ phải tiến hành vận chuyển nhiều lần ngay cả chúng ta cũng biết tin tức sợ là tấn quốc sẽ gây bất lợi cho hầu tử nghiêu hữu đạo lạnh lùng nói vậy ngươi nói cho ta ta có thể làm sao ta có thể tìm ai bảo hộ hắn là vạn thú môn hay thiên hành tông hoặc linh tông có thể phái người đi ba phái này đi bảo hộ hắn bình thường sao phái một hai người đi hữu dụng sao chẳng lẽ muốn từ kim động vì hắn phái ra đại lượng cao thủ đơn độc đối kháng tấn quốc cung lâm sách muốn làm cũng không có biện pháp thuyết phục người phía dưới nếu ngay cả lực lượng của hiểu nguyệt các cũng không bảo hộ được hắn phái người mao lư sơn trang của chúng ta đi hữu dụng sao tự mình tìm chết còn muốn liên lụy người khác chịu chết sao nói đến chuyện này hắn liền có chút tức giận sự tình điều động sa hạt vận chuyển nhân mã nếu thất bại còn không có chuyện gì bây giờ thành công lại làm cho hắn căm tức đừng nói hắn coi như trung quốc tử và vân cơ có năng lực bảo hộ cũng không thể phái ra hai người có thể công khai ra tay sao càng làm cho tâm tình của hắn không tốt là bên giả vô quần đã thăm dò ra nguyên nhân phùng quan nhi bị giam lỏng chính là bởi vì phùng quan nhi muốn chạy đi tần quốc giúp la chiếu mà bị giam lỏng kết quả rất hiển nhiên viên cương tự nhiên va tới phùng quan nhi không có biện pháp mới cầu viên cương cái gì gọi là sợ La Chiếu đi theo gót chân của Điền Chính Ương và Mã Trường An? Khả năng hiểu nguyệt các giết La Chiếu cơ hồ không có. Nhưng Như Hữu Đạo quá hiểu rõ Viên Cương, một là Viên Cương đáp ứng sẽ đi thực hiện, hai là Viên Cương không làm được sự tình đối lý, gặp được cơ hội sẽ liều giúp La Chiếu một tay, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nữ nhân kia hại huynh đệ hắn, hắn lại còn phải hỗ trợ cứu nữ nhân kia ra, chuyện này là sao? Một khi Viên Cương thật có gì ngoài ý muốn, còn cứu người hắn hận không thể lăng trì nữ nhân kia ấy chứ. Nhưng nói ngược lại, nếu viên cương xảy ra vấn đề, nguyện vọng của viên cương, hắn làm hay không làm. Vì sự tình này làm hắn nghĩ tới nghĩ lui. Ai, quản phương nhi cũng bất đắc dĩ, biết nghiêu hữu đạo khó xử, buông tiếng thở dài xoay người rời đi, nhìn ra nghiêu hữu đạo đang tức giận, lại nhiều lời làm không tốt sẽ bị mắng. Nhưng rời đi không bao lâu lại trở về, tay cầm tin tức đưa qua. Giả vô quần lại hồi âm, nghiêu hữu đạo tiếp nhận kiểm tra, giả vô quần ở trong thư ý tứ là muốn đưa phùng quan nhi tới nam châu không khó chuyện nhỏ mà thôi trực tiếp phái người đi đón là được chỉ là muốn không hậu hoạn sợ là phải để phùng quan nhi chịu khổ một chút không hậu hoạn này vốn là ý tứ của ngưu hữu đạo tính của viên cương hắn rõ ràng quyết phải cứu phùng quan nhi ra không cứu cũng không được viên cương vì phùng quan nhi làm ra loại sự tình này không kéo nữ nhân kia tới đây chính là uy hiếp để người khác bóp lấy viên cương cái gọi là không hậu hoạn chính là không muốn lăng tiêu các hoặc người khác có cơ hội lợi dụng nữ nhân này, vì vậy hắn báo tình huống tỉ mỉ cho giả vô quần, giả vô quần quá rõ ràng tình huống tống quốc, bảo giả vô quần nhìn xem có biện pháp thích hợp gì không. Vì sự tình của viên cương, như hữu đạo thật rất uất ức. Xem qua biện pháp của giả vô quần, như hữu đạo cười gần, hắn cần quan tâm phùng quan nhi có thể chịu khổ sao. Ném thư nói, đi an bài, theo phương pháp giả vô quần nói đi làm. Quản phương nghi trần chờ nói. Nhưng ước định của hầu tử và phùng quan nhi là sau khi sự thành mới theo hầu tử đi, như vậy thích hợp sao? Nghiêu hữu đạo nhìn nàng, đầu ngươi nước vào hả? Hầu tử choáng váng, ngươi cũng choáng váng. Chỉ có loại đầu đất như hầu tử mới sẽ cùng người khác ước định sự tình không biết chết sống này. Hầu tử còn có thể sống sót trở về hay không còn không biết, ta không quản bọn hắn có ước định gì, cũng mặc kệ nữ nhân kia có nguyện ý đến không, nói chung trước tiên kéo người tới chỗ ta lại nói. Đi, bảo đoạn hổ và ngô tam lưỡng tự mình đi tiếp người quản phương nghi cười khổ xoay người rời đi cách biên giới sa mạc mấy chục dặm trong một khe đất một tu sĩ lắc mình rơi vào trong khe trong động tụ tập bảy tám người nhìn thấy người vào lập tức có người hỏi tình huống thế nào người kia nói đám người viên cương đã trở về đại quân đang chuẩn bị xuất phát nhưng phạm vi đại quân đề phòng quá rộng không chung còn có tuần tra đề phòng căn bản không có biện pháp tới gần dò la tình huống trước mắt không rõ tình huống của mục tiêu cụ thể. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhóm người này chính là tấn quốc phái tới ám sát phiên cương, tập kết hơn 50 cao thủ của khí vân tông, ma thiên tông, thanh nguyệt sơn trang. Vì giết phiên cương, tam đại phái đều phát động một tên thái thượng trưởng lão, những người còn lại đều là kim đan đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão khí vân tông thái thúc quảng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Thái thượng trưởng lão ma thiên tông thiết hạo đông trầm giọng nói. Có chút phiền phức, căn cứ hắc thủy đài truyền đến tình báo thời điểm tề quốc nghênh tiếp quân tần có người tận mắt nhìn thấy tam đại phái tề quốc và hiểu nguyệt các cùng điều động hơn 30 con phi cầm cỡ lớn hộ vệ cũng chính là nói ít nhất có hơn trăm cao thủ đồng hành bảo hộ mà trong quân tần còn có đại lượng tu sĩ không dễ xử lý thái thúc quảng lần này chúng ta chuẩn bị 20 tấm thiên kiếm phù chỉ cần nghĩ biện pháp tiếp cận lập tức không tiếc trả giá đánh giết là được thái thượng trưởng lão của thanh nguyệt sơn trang lưu trinh lắc đầu phạm vi đại quân đề phòng quá rộng, không cách nào tiếp cận, một khi cường hành tiếp cận, lập tức sẽ bị phát hiện, ngay cả mục tiêu ở đâu cũng không biết, sau khi đả thảo kinh xà vạn nhất không tìm được người, lẽ nào chúng ta phải ở trong tầng tầng binh sĩ giết tới giết lui tìm người sao? Thái Thúc Quảng, ta không phải ý tứ này, căn cứ tình báo của Hắc Thủy Đài, bọn hắn ở trong sa mạc đổi xa hạt 8 lần, còn ở trong sa mạc nghỉ ngơi một đêm, lần này hẳn cũng như vậy. Theo ta thấy, có thể thăm dò tuyến đường bọn hắn tiến lên, nấp dưới sa mạc mai phục, đợi mục tiêu vừa đến, lập tức bốc lên tập kích, lấy thiên kiếm phủ oanh tạc, không sợ hắn không chết. Lưu Trinh, xác định tuyến đường dễ dàng, nhưng làm sao xác định vị trí mục tiêu ở trong đại quân. Nếu như tranh lệch quá xa, người ta trốn một chút, sẽ không tìm được. chương 1879, còn dám ổn ào, ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng heo. Thái Thúc Quảng, có thể để người giả bộ thành tu sĩ lịch luyện ở trong vô biên các, lúc nhân mã trải qua, có thể thoải mái dừng lại quan sát, phân biệt rõ vị trí mục tiêu, đúng lúc báo cho. Cũng có thể để người ở trên đường thả ra tín hiệu liên hệ, trong nhiều nhân mã như thế khẳng định có nhãn tuyến của Hắc Thủy Đài, đợi nhân mã nghỉ ngơi ở trong sa mạc, có thể nghĩ cách liên lạc thám tử của Hắc Thủy Đài, chỉ rõ vị trí mục tiêu, lại tùy thời hạ thủ. Thiết hạo đông gật đầu, hạ thủ ở trong sa mà còn có chỗ tốt, một khi đắc thủ, sợ là đám nhân mã này đi không ra sa mạc được. Thái thúc quảng nhìn những người khác, Lư huynh ý như thế nào? Lư trinh than thở, trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy. Thái thúc quảng, được, vậy định như thế. Tống kinh, ba con phi cầm tòa kỷ lượn vòng trên bầu trời kinh thành, sau khi bị chặn đường kiểm tra xong thì lao xuống dưới, bay vào một tòa trạch viên yên ắng. Trên hai con tòa kỳ nhảy xuống chính là trưởng môn quan cực thái của Lăng Tiêu Các và hai vị trưởng lão, còn có ba đệ tử đi theo bên người. Trên con tòa kỷ cuối cùng là hai vị khách đến thăm Nam Châu Yến Quốc chính là đoàn hổ và ngô tam lưỡng. Các đệ tử lăng tiêu các trong trạch viện đi ra chào hỏi, Phùng Quan Nhi cũng nghe tin chạy đến. Bái kiến trưởng môn, ra mặt của quan cực thái kéo căng, nói, ngươi đi theo ta, hắn nói xong thì đi thẳng vào trạch viện, Phùng Quan Nhi không hiểu gì hết, chỉ có thể đi theo. Đoàn hổ và ngô tam lưỡng cũng muốn đi cùng, nhưng bị một vị trưởng lão lăng tiêu các giơ tay ngăn lại, nói, mời hai vị đi bên này, sau đó quay đầu ra hiệu cho hai đệ tử của lăng tiêu các phía sau bên trong viện phùng quan nhi đi từng bước theo sau lưng quan cực thái nàng lặng lẽ nhìn hai vị trưởng lão phía sau bỗng nhiên quan cực thái dừng bước quay người lại khuôn mặt không đổi sắc hỏi quan nhi có phải viên cương ở nam châu yến quốc đến tìm ngươi không trước đó đệ tử lăng tiêu các đã báo cáo việc này rồi lúc đầu không được xem trọng sau đó lại bị nghi ngờ có thể nói bây giờ đang chứng minh sự nghi ngờ đó phùng quan nhi hơi cúi đầu biết là không lừa dối được lúc viên cương đến tìm bị người lăng tiêu các nhìn thấy nên nàng trả lời đúng quan cực thái hỏi hắn đến tìm ngươi làm gì phùng quan nhi hơi nhếch môi không biết nên trả lời thế nào quan cực thái nhìn nàng chằm chằm từ từ nói có phải ngươi nhờ hắn đi giúp la chiếu phùng quan nhi kinh ngạc nàng bị giam lỏng ở đây tin tức bế tắc không biết vì sao hắn lại biết việc này lúc đó nàng nói chuyện với viên cương không có người khác nghe được mới đúng do so dự một lúc nàng nhỏ giọng trả lời đây là chuyện riêng của ta không liên quan gì đến lăng tiêu cát không liên quan đến lăng tiêu cát trong giọng nói của của quan cực thái hiện lên sự tức giận ta hỏi ngươi vì sao hắn lại nghe lời ngươi đến giúp la chiếu phùng quan nhi cắn môi quan cực thái nghiêm nghị hỏi các ngươi có quan hệ thế nào với nhau phùng quan nhi cúi đầu không đáp ngươi nghĩ rằng ngươi không nói thì ta không biết quan cực thái móc một lá thư từ trong tay áo ra đưa cho nàng xem chút đi dung thân vương của yến quốc thương triều tông của nam châu tự tay viết thư đến gửi cho lăng tiêu các chúng ta, muốn đòi ngươi về. Trái tim phùng quan nhi đập mạnh, nàng cầm thư mở ra xem, càng xem thì sắc mặt càng khó coi. Thương Triều Tông nói rõ quan hệ giữa Viên Cương và Phùng Quan Nhi ở trong thư, nói Phùng Quan Nhi dụ dỗ Viên Cương đi giúp La Chiếu, bây giờ Viên Cương đã thực hiện xong lời hứa, lại nhìn thấy Lăng Tiêu Các giam lỏng Phùng Quan Nhi lại, nên mời Lăng Tiêu Các thả người, giao người đến Nam Châu. Cuối cùng là điều quan trọng nhất, Phùng Quan Nhi trêu đùa Viên Cương, không tuân theo lời hứa hẹn, nếu lăng tiêu các không thả người nam châu sẽ công khai quan hệ giữa phùng quan nhi và viên cương nhìn xong thư phùng quan nhi đã xấu hổ giận dữ muốn chết quan cực thái hỏi có phải giống như trên thư viết trong lúc ngươi và la chiếu còn là vợ chồng đã có tư tình nam nữ với viên cương rồi không trong mắt phùng quan nhi hiện lên sự bi phẫn nhưng không giải thích rằng lúc đầu đã bị bắt đi cũng không nói rằng mình bị hạ thuốc nàng chỉ cắn răng nói đây là chuyện của ta quan cực thái nổi giận nói ngươi còn dám nói đây là chuyện của ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ những năm này là ai nuôi lớn, gia gia của ngươi là ai? Chính là tiền nhiệm trưởng môn của Lăng Tiêu Các, ngươi làm ra chuyện xấu hổ như vậy, nếu như bên Nam Châu công khai chuyện này, mặt mũi của Lăng Tiêu Các còn để chỗ nào được nữa? Nếu không xử lý ngươi, môn phòng của Lăng Tiêu Các còn đâu? Phùng Quan Nhi đã xấu hổ, vừa thương xót nói, Lăng Tiêu Các nuôi ta nhiều năm, xử ta thế nào, ta đều nhận. Quan cực thái hất tay áo lên, bước nhanh rời đi một trưởng lão khác lên tiếng, thở dài nói, Quan Nhi, ngươi thật sự muốn giúp La Chiếu đến vậy sao? Phùng Quan Nhi nói, đều là do ta sai, là ta nợ hắn. Trưởng lão nói, Viên Cương đã giúp một phần người của La Chiếu vượt qua sa mạc vô biên, đi vào tề quốc. Hắn nói cho nàng tình hình hiện nay, lợi dụng sa hạt, Phùng Quan Nhi ngây dại, Viên Cương có bản lĩnh lớn như vậy. Cuối cùng trưởng lão còn nhắc nhở, dù sao Viên Cương cũng là thuộc hạ của Thương Triều Tông, nếu bây giờ chọc giận hắn, thương triều tông sẽ hạ lệnh xuống, sợ là bên La Chiếu sẽ phí công vô ích thôi, nhưng nếu người thật sự muốn giúp La Chiếu. Chuyện đã đến mức này, nếu người cứ khăng khăng như vậy, chúng ta sẽ không cản ngươi, nhưng lăng tiêu các nuôi nấng ngươi nhiều năm, ngươi cũng nên quan tâm đến mặt mũi lăng tiêu các nữa. Phùng Quan Nhi nói, trưởng lão muốn ta làm gì? Một trưởng lão khác bỗng nhiên nói, lăng tiêu các không quản nổi ngươi nữa, nếu ngươi đã không quan tâm gì đến lăng tiêu các, ngươi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, hãy đi đi miễn cho trách móc lăng tiêu các hạn chế tự do phùng quan nhi mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn bờ môi hơi run rẩy làm sao để rời đi bút mực giấy nghiên đưa ra trong đình phùng quan nhi viết xong thả bút xuống nàng cười thảm vừa rồi nàng đã tự tay viết một bức thư rời khỏi lăng tiêu các từ đây về sau dù chết hay sống giàu sang hay nghèo hèn cũng không liên quan gì đến lăng tiêu các nữa một trưởng lão cầm lá thư nàng vừa viết nhìn trưởng lão bên cạnh rồi gật đầu lạnh lùng nói lăng tiêu các hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì lăng tiêu các sẽ không quan tâm nữa tự cầu phúc đi hai vị trưởng lão lấy được vật mình muốn không nói nhiều cứ như vậy mà đi muốn đưa thư về tông môn cho những người khác nhìn đó là do phùng quan nhi muốn đoạn tuyệt quan hệ với lăng tiêu các phùng quan nhi đứng trong đình nước mắt như mưa mặc dù đó là lựa chọn của chính mình kỳ thật lăng tiêu các đã thất vọng với nàng từ lâu lúc la chiếu còn ở đây vợ chồng hai người luôn làm cho lăng tiêu các tức nổ phổi lúc lăng tiêu các tham dự kế hoạch phá vỡ hoàng quyền mục thị đồ mất dậy la chiếu này đứng bên phe mục trác chân mục trác chân chết rồi vẫn không chịu hối cải mà phùng quan nhi lại đứng bên phía la chiếu quên bọn họ đang được sự giúp đỡ của ai sau đó lúc phân chia lợi ích huyết thần điện và liệt thiên cung đã lôi chuyện này ra nói làm cho lăng tiêu các phải khó xử lợi ích bị tổn hại nhưng không còn cách nào khác bởi vì xuất thân của phùng quan nhi cao nên không thể bắt nàng làm gì được sau này ngô công lĩnh muốn giết la chiếu huyết thần điện và liệt thiên cung cũng muốn giết La Chiếu, ai còn muốn giữ lại bên người một kẻ có lòng khác như thế. Lúc đó, vẫn là được lăng tiêu các bảo vệ, kết quả thì hay rồi, lăng tiêu các ra mặt, ra tay bảo vệ La Chiếu, cuối cùng La Chiếu rời khỏi Tống Quốc, tìm tần quốc nương tựa, làm cho lăng tiêu các cực kỳ tức giận. mươi 1880, đêm sa mạc 1 vì vậy nên chuyện này trở thành đề tài đầu miệng của huyết thần điện và liệt thiên cung, làm cho lăng tiêu các mất hết mặt mũi, mà người trong lăng tiêu các cũng cực kỳ khó chịu vì chuyện này, nhưng vẫn nhịn xuống vì xuất thân của Phùng Quan Nhi. Bây giờ thì hay rồi, Phùng Quan Nhi tự mình làm chuyện xấu. Giả vô quần chỉ để cho bên Nam Châu trực tiếp nói rõ chuyện để đòi người mà thôi, nhưng không ngờ lăng tiêu các lại mượn chuyện này để thoát khỏi vướng víu. Đoàn hổ và ngô tam lưỡng đi vào trong nội viện, đi đến bên cạnh đình, đoàn hổ vươn tay nói. Phùng tiểu thư đi theo chúng ta đi, Phùng Quan Nhi gương mắt nhìn, hai mắt đẫm lệ, không quan tâm đến bọn họ. Đoàn hổ và ngô tam lưỡng nhìn nhau, sau đó đi vào trong đình, bọn họ đứng ở hai bên nàng, trực tiếp kéo người ra ngoài. Phùng quan nhi kinh hãi, dẫy ruộng nói, các ngươi chơi cái gì vậy? Ta đã hẹn viên cương, sau khi chuyện này thành công, đợi sau khi chuyện này thành công. Nàng từng đi qua Mao Lư Sơn Trang, nên nhận ra hai người này. Hai người hoàn toàn không quan tâm đến sự kêu la của Phùng Quan Nhi, bọn họ không quan tâm chuyện phía sau thế nào, bên Nam Châu chỉ yêu cầu bọn họ đưa người qua một đường bay qua núi cao sông lớn không đến một ngày đoạn hổ và ngô tam lưỡng đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi đưa người về mao lư sơn trang ở phủ thành nam châu giao người cho quản phương nhi là không có chuyện của hai người nữa trong một căn phòng phùng quan nhi được giải trừ cấm chế có thể tự do hoạt động nàng ta nổi giận nói các ngươi bắt cóc không ngừng líu lo oán hận rất có tư thế cãi lộn như bà bán cá mặc kệ nàng có nói gì quản phương nhi chỉ cười tủm tỉm nghe chỉ một lúc sau vân cơ đi đến phía sau là vương khiếu nghe được lời oán giận không ngừng vương khiếu cũng chính là nghiêu hữu đạo bỗng nhiên quát lên câm miệng phùng quan nhi quay đầu nhìn lại giận dữ nói ngươi là kẻ nào nghiêu hữu đạo nói ta là ai không quan trọng ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có biết bây giờ viên cương đã vì ngươi làm gì ngươi vì chồng trước lại bắt viên cương đi nạp mạng đến nơi này còn dám to mồm người nghĩ rằng ngươi là ai nộp mạng phùng quan nhi hơi kinh hãi nói ta chỉ nói hắn giúp đỡ cũng không bắt hắn đi nạp mạng. Nghi Hữu Đạo nói, chẳng lẽ ngươi biết bây giờ hắn đang lợi dụng Sa Hạt làm nhân mã di chuyển từ Tần quốc đến Tề quốc? Phùng Quan Nhi nghe xong như hụt hơi, thử hỏi lại một câu. biết thì thế nào? Nghi Hữu Đạo nói, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn đến mức không biết điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngoài Tây Bình Quan ra, Viên Cương chính là người phải đi từ phía đông đến phía tây, mà Tần quốc có ý đồ muốn chiếm đoạt Tề, vệ, bọn họ liều chết chấn giữ Tây Bình Quan sao có thể để cho con đường này tồn tại được. Cuối cùng, dù ai chiếm được tề quốc, cũng sẽ không để cho con đường có thể uy hiếp đến mình này tồn tại. Vì ngươi nên hắn giúp la chiếu, hắn phải bỏ tính mạng ra, viên cương bị ngươi hại chết, ngươi có tư cách gì đứng đây oán hận. Nếu không phải viên cương đã có lời thì ngươi nghĩ mình có tư cách ở đây sao? Nơi này không phải là nơi chó mèo có thể đi vào. Lần này, Phùng Quan Nhi đã hiểu, cũng sợ ngây người. Tiện nhân, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, còn dám ồn ào, ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng heo. Nghiêu hữu đạo nói xong lời này, phất tay áo rời đi. Đại quân xa hạt bay nhanh trên sa mạc minh mông, một con phi cầm tỏa kỷ trực tiếp bay vào phạm vi tuần tra của đại quân. Người tuần tra vốn muốn ngăn cản, nhưng trong đó một người áo đen đưa lệnh bài phiêu miểu cắt ra, nên không làm gì được. Người tuần tra chỉ có thể để mặc cho đối phương khống chế phi cầm xoay quanh quan sát trên không trung. Bên cạnh người áo đen có một hán tử khôi ngô để trần nửa người trên, cơ bắt trắng kiện màu cổ đồng đôi lông mày rậm mắt hổ hờ hững nhìn xuống dưới mái tóc tán loạn phiêu lãng theo gió ở phía dưới đã được thông báo trước cũng biết đối phương cầm lệnh bài phiêu miểu các đến đây đám người ngọc thương ngẩng đầu lên nhìn lên một vị trưởng lão hiểu nguyệt các lén đi đến trên thân đại sa hạt gần ngọc thương nhỏ giọng nhắc nhở hình như người áo đen kia là trưởng lão hắc thạch của thiên ma thánh địa còn người bên cạnh hắn lại làm cho hắn phải cung kính có lẽ người đó là